Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thích thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử thay tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tăng bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xa xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho về niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết là tru trân thiện. Chư thiên đã công tập xin tùy hỷ phước lành được tăng cường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư lập giác đại lực, thân nó giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy Giá, và con từ mẫn xin thay mặt đại chúng trong rừng thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, sau đây kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay bài học giáo trình trường bộ kinh Dika Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Dạ, sẽ cho con kính cung thỉnh thượng tọa ngài Tệ Siêu từ bi quan hỷ nhật dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ chúng thành văn đệ tử Phật. Kính chào chư tôn đức, kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học luôn cả hai chủ đề là chính pháp thuộc phần hạ liệt và chính pháp thuộc phần thủ thắng. Bởi vì chi pháp là những cặp đối xứng, nhưng kính thưa quý vị, trong sự tu tập cái gì mà nó liên quan đến cái tư duy, sự suy nghĩ thì nó có hai cách. Một là những cái sự suy nghĩ nó đưa đến lợi ích, đưa đến sự đoạn trừ phiền não bất thiện pháp, cái đó gọi là khé tắc ý. Còn cái sự suy nghĩ mà đưa đến phiền não sanh khởi, đưa đến bất lợi, thì cái đó gọi là adyoniso manasikara, là không khé tắc ý. Trong những bài học trước, chúng ta đã nói nhiều về khéo tác ý và không khéo tác ý. Như trong cái chương chính pháp, cái bài đầu tiên là chúng ta nói đến chính cái pháp bắt nguồn từ sự khéo tác ý. Chính pháp đó là chính pháp đa tác dụng. Thì khi mà chúng ta nói đến cái sự khéo tác ý thì chúng ta cứ hãy mà gặp bất cứ một bài nào mà thuộc về tư duy thì chúng ta nên nhận xét suy nghĩ như thế này có lợi ích hay không có lợi ích. Nếu suy nghĩ như vậy mà đưa đến lợi ích thì cái đó là khéo tác ý. Còn suy nghĩ như vậy mà không có lợi ích thì đưa đến sự
cái đó gọi là không khởi tập thiện. Như trong bài học ngày hôm nay vậy, sanh khởi hiềm hận do không khởi tập ý, và sự trừ hiềm hận cũng là do khéo tập ý. Bài học này chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Chánh Đẳng giảng giải rộng rãi với phần trình bày dẫn chứng. Bây giờ thì xin mời cô Từ Mẫn Quan Hỷ đọc cho chánh văn, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Chánh Đẳng bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Xa thú, dạ con Từ Mẫn càng thành kính tri ân Tệ Siêu. Dạ, sau đây con xin đọc chánh kinh. Dạ, Nam mô Bổn Thầy. Dạ, dạ kính ngài, dạ kính quý sư cùng quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ con, trước là con đọc, xin đọc chánh kinh đến Tam Bảo, sau là cũng như con xin được trả bài. Trong cái thời gian con không có thầy, con không có trường lớp, trong cái lớp, trong khi mà con có đọc có sai dấp như thế nào, con kính ngài Tề Siêu từ bi quan hỷ độ cho con, sửa sai cho con những cái gì con đã đọc sai, để con thấy đó con học theo. Dạ, Nam mô Bổn Đạo Tràng, thành kính tri ân ngài. Kinh Thập Thượng Dasutara Sutta 9.5 và 9.6. Chính pháp thuộc phần hạ liệt, chính pháp thuộc phần thù thắng. Nawathamma Bahukara Nawathamma Pawe Tappa Nawathamma Barineya Nawathamma Baha Tappa Nawathamma Hana Pagiya Nawathamma Vixesa Pagiya Nawathamma Dubbati Vichya Nawathamma Upade Tappa Nawathamma Barineya Nawathamma Sakchika Tappa. Có chính pháp có nhiều tác dụng, có chính pháp cần tập, có chính pháp cần phải biến tri, có chính pháp cần phải đoạn trừ, có chính pháp chịu phần tai hại, có chính pháp chưa đưa đến thù thắng, có chính pháp cần được thắng tri, có chính pháp cần được tác chứng. Thế nào là chính pháp chịu phần tai hại? Chính hại tâm, người ấy đã làm hại tôi, xung đột khởi lên. Người ấy đang làm hại tôi, xung đột khởi lên. Người ấy sẽ làm hại tôi, xung đột khởi lên. Người ấy đã làm hại người tôi thương, người tôi mến. Người ấy đang làm hại, người ấy sẽ làm hại, xung đột khởi lên. Người ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy đang làm lợi, người ấy sẽ làm lợi, xung đột khởi lên. Như vậy là chính pháp chịu phần tai hại. Thế nào là chính pháp hướng đến thù thắng? Chính điều hại tâm, người ấy đã làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục, người ấy đang làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục, người ấy sẽ làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy đã làm hại người tôi thương, người ấy đang làm người ấy hại người tôi thương, người tôi mến. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy đang làm lợi, người ấy sẽ làm lợi. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Như vậy là chính pháp hướng đến thù thắng. Chú thích sau đây trích từ Kho tàng Pháp học, Pháp sư Giác Giới biên soạn 428. Chính pháp thuộc phần hạ liệt. Hà
Anna Pha Ghi Già Tham Mà, đây là chính mầm móng xung đột. Aha Tà Quắc Thu. Số 1, hiềm khích rằng nó đã làm bất lợi cho ta. Anathang Mê Achari Ti Aha Tàng Bành Tha Ti. Số 2, hiềm khích rằng nó đang làm bất lợi cho ta. Anathang Mê Charati Ti Aha Tàng Bành Tha Ti. Số 3, hiềm khích rằng nó sẽ làm bất lợi cho ta. Anathang Mê Charisati Charisati Ti Aha Tàng Bành Tha Ti. Số 4, hiềm khích rằng nó đã làm bất lợi cho người thân của ta. Biyasame Mana Phasat Anathang Achari Ti Aha Tàng Bành Tha Ti. Số 5, hiềm khích rằng nó đang làm bất lợi cho người thân của ta. Biyasame Mana Phasat Anathang Charati Ti Aha Tàng Bành Tha Ti. Số 6, hiềm thích rằng nó sẽ làm bất lợi cho người thân của ta. Biyasame Mana Phasat Anathang Charisati Ti Aga Aha Tàng Bành Tha Ti. Số 7, hiềm khích rằng nó đã làm lợi ích cho kẻ nghịch của ta. Abiyasame Amana Phasat Athang Charati Ti Ang Bành Tha Ti. Số 8, hiềm khích rằng nó đang làm lợi ích cho kẻ nghịch của ta. Abiyasame Amana Phasat Athang Charati Ti Ang Bành Tha Ti. Số 9, hiềm khích rằng nó sẽ làm lợi ích cho kẻ người nghịch của ta. Abiyasame Amana Phasat Athang Charisati Ti Aha Tàng Bành Tha Ti. 429, chính pháp thuộc phần thù thắng. Vise Sapha Giya Thamma, đây là chính sự giải trừ xung đột. Aha Tapati Vi Naya. Số 1, nghĩ rằng đâu được gì mà kết quán nó đã làm bất lợi cho ta. Ai nghĩ rằng đâu được gì mà kết quán nó đang làm bất lợi cho ta. Số 3, nghĩ rằng đâu được gì mà kết quán nó sẽ làm bất lợi cho ta. Số 4, nghĩ rằng đâu được gì mà kết quán nó đã làm bất lợi cho người thân của ta. Số 5, nghĩ rằng đâu được gì mà kết quán nó đang làm bất lợi cho người thân của ta. Số 6, nghĩ rằng đâu được gì mà kết quán làm bất lợi cho người thân của ta. Số 7, nghĩ rằng đâu được gì mà kết quán nó sẽ làm lợi ích cho kẻ nghịch của ta. Số 8, nghĩ rằng đâu được gì mà kết quán nó làm lợi ích cho kẻ nghịch của ta. Số 9, nghĩ rằng đâu được gì mà kết quán nó sẽ làm lợi ích cho kẻ nghịch ta. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thành kính quý sư và quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con xin dâng mình cho Ngài Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa Thượng Tọa Giác Sư, cảm ơn cô Từ Mẫn. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học vào một đề tài mới thọ nghe thì đây không phải là một đề tài cao siêu như là nhiều bài học khác mà chúng ta thường được nghe, nhưng mà kỳ thật thì
Thưa vì đây là một trong những cái điều rất là thực tế trong đời sống hàng ngày. Qua chính thuộc phần hạ liệt và chính thuộc phần thu thống, có những cái gợi ý rất là quan trọng cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Nhiều khi có những cái tâm trạng mà chúng ta coi thường, nghĩ rằng tâm trạng nó chỉ là tâm trạng thôi, một ý nghĩ thoáng qua. Ý nghĩ thì rất là phù du, nhưng mà những tâm trạng như vậy đó, nó lại có một ảnh hưởng lớn và rất có hại. Trong một kinh có một thí dụ, mà thí dụ đó được Đức Phật dạy trong một trường hợp khác, mang một ý nghĩa khác, nhưng mà chúng tôi muốn nhắc thí dụ ở đây một cái ý và cái bài học này. Đó là một câu chuyện mà chúng tôi nghĩ là câu chuyện một vị thọ thư ở trong rừng, ở trên một cái cây cổ thụ. Và chúng ta biết rằng ở trong rừng thì có những loài chim muông, thỉnh thoảng nó làm rớt những cái hạt. Và trong trường hợp này, một cái hạt dây leo rớt ở dưới gốc cây cổ thụ, và dây leo đó nó lại đâm chồi nảy lộc, nó mọc thành một dây leo con. Vì thọ thần kế bên á mới nói với vị thọ thần bạn của mình: này bạn, bạn phải nhổ cái đi, đó là một loại dây leo mà nó rất là tai hại. Khi mà nó lớn lên, nó có thể quấn chết cái cây cổ thụ, tức là ngôi nhà của bạn. Quý vị vị thọ thần cười trả lời rằng: đó chỉ là một cái sợi dây cỏn con, có thể một con vật nó sẽ dẫm lên đó giết chết đi, rồi thời gian sau cái dây leo lớn lên nhưng mà không có con vật nào dẫm chết đi, thì vị thọ thần bạn lại nhắc lại lần nữa. Thì vị này nói rằng đó là loại dây leo, cũng có thể là người tiều phu sẽ cắt đi để làm dây cột củi. Và cứ thế mà lần lượt, cuối cùng sẽ leo nứt ở mức độ mà nó cuốn cả cái cành cho cây chết. Thì thí dụ đó nó cũng là một cái thí dụ ở trong thiên nhiên. Nhưng mà thiên nhiên ở đây thì tương đối hơi chậm. Có những cái ác niệm, có những cái tạp niệm, có những cái niệm bất thiện, nó rất là vô tội vạ, rất là nhỏ bé, từ ở trong trứng nước trong phôi thai, mà đa số chúng ta không nghĩ rằng nó sẽ có một cái sự độc hại, di hại về sau này. Nhưng mà thưa quý vị, chính những cái mầm mống mà chúng ta gọi là những cái ác niệm, những bất thiện niệm nhỏ, những cái tâm trạng mà nó nhỏ như vậy đó, nó chi phối cả cuộc sống con người, cả một cộng đồng, cả quê hương, dân tộc. Bài học mà chúng ta học ngày hôm nay đó là một bài học mà thật sự chúng tôi rất là thấm thía khi mà chúng tôi sống giữa cộng đồng người Việt mấy chục năm nay. Người Việt sống ở xứ người đó, mà thường gọi là người Việt tị nạn hay người Việt quốc gia, thì thưa quý vị, bị một cái tình trạng chia rẽ sâu sắc. Chẳng những vậy mà
do cái cuộc chiến ở Việt Nam kéo dài nhiều năm đó. Ra người Việt Nam ở đây rất là dễ những cái hiềm khích, có những cái nhìn rất là nặng nề với nhau. Nó có nhiều lý do, có khi là bị chia rẽ, bị người khác cố tình chia rẽ, hoặc giả là do một cái quan niệm rất là hời hợt, hoặc giả là thiếu cái ý thức về sự tai hại của hiềm khích. Thưa quý vị, bản thân chúng ta đó, thì luôn luôn có một cái nhìn là nếu mà mình sống mà người ta hại mình mà mình không biết đó, đó là mình khờ dại. Tại con người mình khôn đó, có nghĩa là mình luôn luôn đủ sự bén nhạy để chỉ thẳng nói rõ là làm hại mình, ai làm hại người thân của mình, ai làm lợi cho kẻ thù của mình. Mình tự nhận rằng biết như vậy là khôn, thấy như vậy là giỏi. Nhưng mà kỳ thật, cái khôn và cái giỏi đó, nó là cái khôn và cái giỏi theo quan niệm rất là thường định. Mà cái hệ quả chúng ta thấy là bản thân của chúng ta không an lạc, những người chung quanh không an lạc, cộng đồng không có vững mạnh, chúng ta trở nên rất dễ bị manh mún, rất dễ bị chia rẽ và không tạo được một cái sức mạnh của đoàn kết. Ở trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, nếu chúng ta khôn thì mình làm sao phải vượt qua những cái gián. Nếu chúng ta giỏi thì chúng ta làm thế nào đó mà chúng ta thể sống được an lạc mới là giỏi. Còn nếu mà đời sống của chúng ta luôn luôn rất là sắc bén trong cái chuyện sắc mé người này chỉ trích người kia, lý sự đủ điều, nhưng mà rồi cuối cùng chỉ mang cho mình những cái khổ đau phiền lụy, thì cái đó không gọi là khôn, không gọi là giỏi ở trong Phật pháp. Con người chúng ta, thưa quý vị, ai cũng có những cái sự đe dọa bởi quyền lợi hết. Nhưng mà nếu chúng ta học Phật pháp thì chúng ta thấy rằng hai cái pháp mà chi phối chúng ta nhiều nhất là ganh tị và mộng sẻn. Ganh tị đó là không thích cái mà người khác có, cái người khác được. Mộng sẻn là mình không muốn mất đi hay là muốn bị tổn hại cái mà mình đang có. Ganh tị và mộng sẻn, thưa quý vị, nó nói lên một cái tâm trạng là con người chúng ta luôn luôn bị đe dọa. Cái chuyện mà mình dễ dàng cho người khác tấn công và mình phải tự vệ, mình phải dè dặt, đó là một chuyện muôn thuở, ai cũng nghĩ rằng nó hợp tình hợp lý. Và để mà mình cảm thấy an lòng thì, thưa quý vị, chúng ta thường có cái sự cầm, nếu mà quá độ thì ngờ vực giống như Tào Tháo, và nếu thường thường thì tâm chúng ta hay suy nghĩ và suy nghĩ rằng không biết người ta có gây bất lợi cho mình không, không biết người ta có làm hại người mình thương không, không biết người ta có làm lợi cho kẻ thù mình không. Và những điều này nó trở thành một nỗi ám ảnh muôn thuở, khiến tâm của chúng ta không an và trí chúng ta không có sắc bén được, bởi vì chưa biết là cái suy nghĩ, cái nhận định
của mình nó có hay không. Nhưng mà đầu tiên là những ý tưởng đó đó, nó nhen nhúm lên một cái ngọn lửa hiểm khích. Và từ khi nếu không khéo nó có thể dẫn đến hận thù, nó dẫn đến quan trái mà chúng ta không biết. Thì thưa quý vị, bản thân của chúng ta mà gọi là đề phòng, bản thân của chúng ta mà mình nghĩ rằng mình biết được người khác làm hại cho mình, thì thật ra chúng ta biết không hết đâu. Nói như vậy thì nghe nó cũng lạ, là tại sao mình đã trưởng thành, mình có ăn mất, mình sống nhiều năm ở dưới mấy nhà trường, lý do gì mà mình đâu phải là trẻ con đâu, mình không biết khi người ta hại mình. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra trong cuộc đời này đó, cái lợi và cái bất lợi mình khó phân biệt lắm á. Thí dụ một cái người bực mình, họ nói một câu thẳng thắn, anh làm như vậy là sai, chị nói như vậy là không đúng. Và đặc biệt khi họ nêu ý kiến trước mặt mọi người, thì chúng ta nghe chúng ta thấy được bị xúc phạm. Chúng ta nghe chúng ta thấy rằng mình bị tổn thương. Nhưng mà người ta nói như vậy chưa chắc là có hại cho mình. Như Đức Phật Ngài dạy rằng, nếu gặp bậc thiện trí mà chỉ trích cái chỗ của mình thì hãy hoan hỷ, như là người ta chỉ cái chỗ chung vàng, không ai chỉ cái lỗi của mình hết. Những người mà nói ngon nói ngọt cũng chưa chắc là những người bạn của chúng ta đâu. Đôi khi mà mình làm sai, nhưng mà người ta muốn mơn trớn, người ta không muốn mình biết lòng mình, họ vẫn tìm cách họ biện hộ, họ nói những lời nó rất ngọt. Mình nghe thì hay đó, nhưng mà thật sự là người đó không có cái thiện tâm của một cái người bạn tốt để chỉ lỗi, mà người đó chỉ muốn mơn trớn làm cho mình tin rằng mình đúng mình sai trong lúc mình đúng trong lúc mình rất là sai. Thật ra mình sống ở trong cuộc đời, cái chuyện mà mình để tự vệ đó, để phòng ngừa, nó khó lắm thưa quý vị. Nó khó vì lý do là ở trong cuộc sống luôn đó, như là trùng trùng của quá khứ. Một kẻ thù tự nhiên xuất hiện chúng ta không biết được. Nó khó là bởi vì cái bản chất của danh lợi đó, là tranh danh đoạt lợi. Thì mình đi vào thế giới đó thì bao giờ nó cũng có những cái tranh chấp. Cái bản chất của cuộc sống nó luôn luôn nó chứa đựng những cái điều mà khiếm khuyết ngoài ý muốn của chúng ta. Và do vậy, nếu mà chúng ta không có khéo và chúng ta không cẩn thận, thì chúng ta sẽ rơi vào cái chuyện gọi là cột quan trái với người khác. Chúng ta đọc chuyện xưa mà tử cũng thường nghe, tiền thân của Tôn giả Đề Bà Đạt Đa và tiền thân của chúng ta. Xưa kia là hai người đi buôn, vốn là những người mua lại những đồ cũ, như là chúng ta nói là những người bán tay chay. Thì có một bà cụ trước kia là giàu có, mà bây giờ đã khánh thịnh rồi, nhà nghèo. Khi có một người đi ngang để rau là mua đồ cũ, thì bà cụ lúc đó thấy đứa cháu khóc đòi bánh kẹo. Bà cụ gọi người đó vào mới nói rằng, ở trong nhà tôi chỉ còn có cái mâm thôi, là vật có thể bán được. Ông cho tôi một cái giá đi, và nếu được tôi muốn bán để mua bánh kẹo cho cháu. Thì người thương buôn này nhìn thấy cái mâm á,
tức là nó cũ kỹ nhưng biết ngay rằng đó là một vật có giá trị, rất có giá trị, và đưa ra một cái giá rất là rẻ. Bà cụ thấy rẻ quá, bà cụ không bán. Tức là cái người mua da chai đó, mua đồ cũ đó, đã tìm được một món lời rồi, nhưng mà lại tham, lại muốn lời nhiều hơn, gọi là dìm giá, làm cho giá rẻ. Thì ông này cố tình dìm giá bằng cách là bỏ đi, định bụng đi một hồi rồi quay trở lại, nếu bà cụ không hạ giá xuống thì cũng sẽ mua cái giá mà bà cụ đưa ra. Không ngờ là tham thì thâm, cũng nhà bà cụ đó lát sau lại có một người buôn đồ cũ đi ngang. Khi mà bà cụ gọi vào, đưa cái mâm ra, thì cái người buôn này là người rất là thật thà, người rất là chân thật, mới nói với bà cụ là thật ra đây là một cái mâm có giá trị rất cao, tất cả tiền bạc của tôi mang theo xin trao hết cho bà, và tôi sẽ cái mâm này. Cụ rất là vui mừng, không ngờ là mình bán cái mâm cũ mà được tiền như vậy. Và cái người thương buôn kia cũng mua được một cái mâm mà rất đáng giá, tức là chuyến đi buôn đó có lời nhiều. Thì thưa quý vị, khi mà cái người buôn đầu tiên đó mà với cái sự tham lam quay trở lại để nói bà cụ bây giờ bà chịu giá bao nhiêu, thì bà cụ nói rằng tôi đã bán cái mâm đó rồi và bán mâm mình rất được giá. Một người thứ hai sau ông mới đến đây đã trả cho tôi cái giá rất là được. Thì thưa quý vị, người thương buôn thứ nhất nghe như vậy biết là mình vừa mất đi một cái món hàng và giá trị rất lớn, và chạy theo người thương buôn kia định tìm cách kiếm chuyện để đoạt lại. Nhưng mà tới khi đem được người thương buôn thì người đó vừa rời tàu, tức là thuyền vừa rời, đã ra bên ngoài dưới dòng sông, thì người này nhìn theo thổ huyết mà chết. Và lúc đó khởi tâm quan trái rằng người này là người đã làm mất đi một món lợi lớn của mình, và từ đó nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra những quan trái cho đến kiếp chót. Khi mà người này sanh ra thì cái người buôn thứ nhất sanh làm Đề Bà Đạt Đa, cái người thương buôn kia tức là tiền thân của Đức Bồ Tát, Đức Bổn Sư của chúng ta, trở thành vị Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở trong kiếp như vậy đó mà Ngài thành đạo, mà Đề Bà Đạt Đa vẫn có những cái đối kiện với Ngài. Chúng ta đọc những câu chuyện như vậy đó, mình nghi ngẫm thấy một điều như vậy là trong một cái tiến trình luân hồi dài, mà nếu chúng ta không khéo, mình có quan trái với một ai đó và trả cái giá rất là đắt. Khi con người mà quan trái với nhau thì ta làm gì? Nói với nhau những điều rất xấu, rất tệ. Khi mà mình quan trái với nhau để làm gì? Để mình ăn không ngon, ngủ không, để tâm mình không thể rảnh ra. Chứ tôi có đọc một cái bài báo thưa quý vị, trong đó họ nói về năm cái đặc tính của những người thành công, gọi là thành công lớn trong xã hội. Thì thưa quý vị, ở trong một trong năm đặc tính đó, là người này biết phát triển dựa trên cái khả năng của mình, chứ không phải phát triển cuộc sống bằng cách so đo với người khác. Cái này đó là thường xảy ra trong cuộc đời. Ông A ghét ông B thường tạo nên một sự cạnh tranh, một sự cạnh tranh ngọc. Kia đi chiếc xe đó thì mình phải đi tốt hơn, ông kia mua chiếc xe đó thì mình mua chiếc xe tốt hơn, ông kia có được công việc như vậy mình phải có được việc tốt hơn. Nhưng mà cái sự cạnh tranh đó mới nghe thì có vẻ như là một cái động lực làm cho mình tiến bộ. Nhưng mà những người họ nghiên cứu họ thấy rằng những ai sống trong xã hội mà chuyên tâm lúc nào cũng cạnh tranh mà với kẻ thù của mình thì người đó không có sáng tạo đủ tốt và không có vươn lên được. Khi mà muốn thành công lớn thì mình phải biết sống với chính mình, và ngay cả những gì mà mình đạt được là dựa trên giá trị thực sự, chứ không phải là cạnh tranh với người khác.
có một điều rất là khổ ở trong cuộc sống của chúng ta đó, là cái quan niệm về hận thù nó luôn luôn len lỏi trong tâm trí, và nó không làm cho chúng ta có cái nhìn được thông thoáng, không có cái nhìn được nhẹ nhàng. Đa phần chúng ta mất rất nhiều thời giờ, phung phí rất là nhiều cái thời giờ quý báu của đời sống để cạnh tranh, để so đo, để suy nghĩ về những kẻ thù. Mà nhiều khi những kẻ thù đó vốn dĩ là do chúng ta tự giam mình trong một cái tâm trạng, mà tâm trạng đó thưa quý vị là do mình tạo ra nhiều hơn là ở trên thực tế. Vì vậy dĩ nhiên là cái ngã tính đó, nó được biểu lộ rất là rõ, đó là người ta xúc phạm đến mình, người ta đã xúc phạm đến mình, người ta đang xúc phạm đến mình, ta sẽ xúc phạm đến mình. Cái đã xúc phạm đến mình như là một chuyện đã rồi, đang xúc phạm đến mình như là một chuyện đang xảy ra trong hiện đại, và sẽ xúc phạm như là mối đe dọa trong tương lai. Nhưng mà con người không có dừng lại ở đây. Chúng ta không phải chỉ có những cái quan trái đối với khi người ta đụng chạm đến cái tôi, mà còn đụng chạm đến cái của tôi. Của tôi ở đây là người thân của tôi, có thể là họ hàng quyến thuộc, có nghĩa là bằng hữu, có nghĩa là đảng phái. Ngày nay thưa quý vị, ở tại các quốc gia dân chủ đó, người ta thường tạo nên một cái hiện tượng là hiện tượng đảng phái, như ở tại Hoa Kỳ có đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Và ở trong những ngày xa xưa còn lại đó, thì chúng ta nói đến tôn giáo, nói đến chủng tộc. Và những điều này đó mới thoạt nhìn đôi khi nó rất là vô hại, nhưng mà kỳ thật thì nó lại là những cái quan niệm dựa trên ngã sở, tức là cái gọi là của tôi. Đây là dân tộc của tôi, đây là người thân của tôi, đây là đảng phái của tôi, đây là tôn giáo của tôi. Và cái của tôi đó mà thấy bị đe dọa, bị xúc phạm, thì mình tạo ra vô số phản ứng. Tôi lấy một cái ví dụ thưa quý vị, là ở Việt Nam đó, nó có một cái hố sâu rất là lớn ở trong lòng người Việt Nam. Không phải chỉ có là quốc gia với cộng sản, mà giữa Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Vì Thiên Chúa đó, người theo đạo Thiên Chúa đó thì luôn luôn là sùng bái Tổng thống Ngô Đình Diệm, là bởi vì Tổng thống Ngô Đình Diệm là một người ủng hộ Thiên Chúa giáo trong suốt thời gian dài. Và đặc biệt là cái cuộc di cư năm 1954 đưa hàng triệu người Việt Nam, mà hầu hết đa số là người Thiên Chúa giáo, từ Bắc vào Nam. Tổng thống Ngô Đình Diệm là một ân nhân của Thiên Chúa giáo. Và trong cái chính sách của Tổng thống Ngô Đình Diệm đó, hay là lợi nhất của Ngô Hòa đó, thì có nhiều điều bất cập. Ở trong đó có điều bất cập đó là quá nghiêm trọng về ủng hộ Thiên Chúa giáo. Lấy một ví dụ đơn giản là nếu những người đó thời trước mà muốn làm những chức vụ thì phải theo đạo, chẳng những gia nhập Thần Lao mà phải theo đạo Thiên Chúa giáo, hoặc là lấy gì vợ Thiên Chúa giáo thì mới có cơ hội thăng quan tiến chức được. Và nó còn có nhiều chuyện khác. Nhưng mà có một sự thật, một sự thật đó là Phật giáo có đòi bình đẳng tôn giáo, nhưng mà Phật giáo không có giết Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ngày nay đó thì người ta biết một điều rằng người Mỹ có nhiều lý do để họ đứng đằng sau lưng cái cuộc thảm sát của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Diệm. Thì mặc dù cũng có những người biết chuyện đó ít nhiều, nhưng mà nó có những cây bút, có những con người tự nhận là sử gia thì luôn luôn nói rằng
Phật giáo và cuộc các bạn 1963 là do Phật giáo một cái bạn đó dẫn đến chuyện thảm sát tổng thống Ngô Đình Diệm, tổng thống và cố vấn Ngô Đình Diệm. Thì lịch sử đó chắc chắn rồi nó cũng sẽ có cái sự tỏ rõ, không bây giờ thì 10 năm nữa, nhưng mà nó có một điều chắc chắn rõ ràng là bây giờ người ta vẫn luôn luôn đem cái chuyện mà nói Phật giáo đã giết ông Diệm đó, nó trở thành một cái đề tài để chia rẽ, yeah, chia rẽ cộng đồng Việt Nam với Thiên Chúa giáo, với đạo Phật và đạo Thiên Chúa giáo. Thì cái này là cái mà mới thấy thì nó hay. Nó hay là tại vì sao vậy? Là tại vì nó là một cái luận cứ để người Thiên Chúa giáo tiếp tục tự hình với Phật giáo. Nhưng mà về dài thật ra nó chẳng lợi ích gì hết. Về dài nó tạo nên một cái xu thế rất là tai hại. Nó làm suy yếu đi cộng đồng. Nó làm cho con người sống ở trong hận thù. Và chúng tôi phải nói rằng chúng tôi sống ở tại và chúng tôi cảm nhận điều đó đó. Nó đã làm cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó có những cái chia rẽ rất là sâu sắc. Và bây giờ thưa quý vị, nó có nhiều trường hợp người ta binh vực đảng phái. Ví dụ như là người ta có thương, có những người, một số lớn rất lớn, đó là đa số người Việt Nam rất là sùng bái ông Trump. Ai nói tới ông Trump là họ hận thù lắm. Dạ, họ nghĩ rằng đụng chạm tới ông Trump tức là đụng chạm tới họ. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Mà không phải là cái người thương ông Trump là thương họ, mà phải cái ghét ông Trump ghét họ, nó chỉ là ảo giác. Nhưng một khi mà mình thương một người đó, thì ai đụng chạm đến người đó mình trở nên thù, ai đụng chạm đến người đó mình trở nên ghét. Và cái thương cái ghét đó đó, nếu mà mình mới nhìn thấy thì nó là một thái độ chính trị, nhưng mà thật ra nó là một thái độ rất là trẻ con, rất là trẻ con. Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa có nghe một câu chuyện mà Hòa Thượng Hộ Giác kể, là có một người đệ tử của Hòa Thượng rất là sùng bái Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long là một đại tử mà đánh võ cái thời thập niên 60-70, và có một ai đó mà không biết họ chê Lý Tiểu Long sao đó, mà hai bên vừa một người khen một người chê và cuối cùng đánh lộn với nhau, không nhìn mặt với nhau suốt 3 năm. Thật ra thưa quý vị, chúng tôi không nói rằng tất cả những cái thương ghét của chúng ta trong cuộc đời đó nó đều là trẻ con, đều là buồn cười. Nhưng mà chúng ta phải thấy một điều rằng trong cái thái độ thương ghét đó, mà nếu chúng ta không có đủ sự chừng mực, chúng ta không cẩn trọng, thì chuyện bé xé to. Và Lý Tiểu Long là một người sống ở Mỹ, sống ở Hồng Kông, thì cũng có mắc mới giữa Việt Nam, nhưng một người quá sùng bái Lý Tiểu Long và một người quá ghét Lý Tiểu Long thì thưa quý vị, lớn chuyện chứ không phải là nhỏ chuyện. Mặc dù cuộc sống của hai người này không liên hệ tới Lý Tiểu Long hết, nó có hàng trăm thí dụ như vậy trong cuộc sống. Thì nó có một điểm như vậy, mình phải nhận rằng trong cái phiền não không phải chỉ có ngã chấp, mà còn có cái chấp về ngã sợ nữa. Ngã sợ là của tôi, là của tôi. Và chẳng những vậy mà nó còn có một thứ phản cảm, và một thứ phản cảm đó là làm hại. Mình nghĩ rằng người khác ta làm hại cho người thân của mình thì mình ghét đã đành rồi, mà người ta làm đi cho kẻ thù của mình cũng ghét, làm đi kẻ thù. Cái thế giới này thứ gì, nó là cả một cái bao nhiêu vấn đề rất là phức tạp. Chúng tôi lấy ví dụ ở tại Hoa Kỳ, người Hoa Kỳ luôn bị dày xẹt, bị giằng co giữa cái sự bênh vực của Do Thái, người Do Thái và người Hồi giáo. Một mặt nào đó, có một số người ghét người Hồi giáo thì nghĩ rằng phải ủng hộ cho Do Thái mạnh lên, để Do Thái mạnh lên thì sẽ tẩy những người Hồi giáo. Nhưng mà cũng có những người ghét Do Thái giáo, nghĩ rằng ít nhất là những người Hồi giáo họ mới kèn cửa, họ mới chống lại người Do Thái được. Chỉ có cái chuyện mà bên này và bên kia, thưa quý vị, nó tạo nên những cái sự va chạm mạnh của những cái mảng chính trị. Những mảng chính trị đó là người ta thương bên này ghét bên kia. Chúng ta phải đứng một cách khách quan
phải nhìn rất là tỉnh táo, và chúng ta phải đặt lại toàn bộ vấn đề cuộc sống để vượt ra khỏi những cái hận thù, cái tranh chấp, cái đố kỵ, cái nặng nề của bên này và bên kia. Thì chúng ta làm sao để làm được như vậy? Chúng ta thấy trong cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy về chính pháp thuộc Phật thù thắng đó, mình phải suy nghĩ rằng nghĩ như vậy có lợi ích. Chúng ta đặt vấn đề là có lợi ích gì? Nếu mà người ta nói ông bà chúng ta có câu nói nôm na là mình suy nghĩ mà nó té tiền té bạc thì nên suy nghĩ, còn suy nghĩ mà chỉ u đầu sức cán thì đừng suy nghĩ làm gì. Nhưng mà thường thường cái suy nghĩ của chúng ta đó, không phải để té tiền té bạc mà chỉ để u đầu lỗ trắng thôi. Nó rất là đơn giản là vì sao vậy? Là bởi vì cái tâm của chúng ta chất chứa nhiều tạp niệm, và chúng ta không có ý thức được cái hệ quả của cái tạp niệm nó như thế nào. Một người ngồi xuống có thể bình tâm để theo dõi hơi thở đang ra, hơi thở đang vào, không phải là chuyện đơn giản. Một người ngồi xuống chỉ nói một câu rất là chân thành, nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc, không phải là đơn giản. Không phải đơn giản. Đức Phật Ngài dạy ở trong Tăng Di Bộ Kinh đó, là trong một khẩy móng tay, tức là trong một tích tắc mà mình khởi cái tâm từ đối với vô lượng chúng sanh đó, thì Như Lai gọi là điều đó mang lại vô lượng công đức. Nhưng mà để có được một cái giây phút mình ngắn ngủi mà mình đem cái tâm từ trải rộng với tất cả chúng sanh, thưa quý vị, là mình phải vượt qua tất cả những tạp niệm. Nó không vậy. Chúng ta sống nào là những người chung quanh, nào là chuyện tình cảm, nào là danh, nào là lợi, nào là chính trị, nào là chủng tộc, nào là tôn giáo. Nó trăm muôn ngàn thứ để chúng ta ghét bên này, thương bên kia, hận thù bên đó. Và những thứ đó nó trở thành một cái gì đó gọi là nó tạp dạp, nó đầy dẫy trong tâm chúng ta, và chúng ta không bỏ, không buông được. Thì mình phải có đủ cái sự tỉnh táo, và mình phải có đủ sự sáng suốt để thấy rằng mình nuôi những tạp niệm đó có lợi ích gì, nuôi những điều tạo có lợi ích gì. Chúng tôi nhớ rằng đọc ở trong kinh điển đó, hồi chúng tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng chúng tôi nghe sư trưởng nói cái câu, sư trưởng nói rằng có người nào đó nói cái chuyện gì đó làm cho sư trưởng bực mình. Nhưng mà sư trưởng đi trên xe xa lam, sư trưởng tự nhủ một điều là mình phải bỏ cái đó đi. Lỡ mà tối nay về đúng gió mình chết thì mình chết với cái tâm trạng mình ghét người đó, không biết mình đi đâu. Thật ra những cái chia sẻ riêng tư đó nó cũng nhắc chúng ta một điều là ví dụ có ai đó làm cho mình giận, mình khó chịu, khó chịu chỉ chuyện nhỏ thôi, nhưng mà mình ghim trong lòng. Thật sự khi mình chết đi mà với cái tâm và quan trái với cái tâm bực mình thì mình biết là mình không đi lên được, mình đi xuống thôi. Mình, đó là một cách suy nghĩ, mà trong cái suy nghĩ đó nó đưa chúng ta trở về lại với một cái căn bản, đó là cái tâm trạng của chúng ta là như thế nào. Cái tâm trạng đó mới là quan trọng, chứ không phải là cái mà mình khôn hơn người khác, mình giỏi hơn người khác, mình hay hơn người khác là quan trọng. Quan trọng là cái tâm trạng. Cái tâm trạng mình có cái thoải mái, mình có thể mở cửa ra ngoài nhìn ánh nắng ban mai, nhìn hoa nở với cái tâm trạng bình thản không? Chúng ta có thể đọc một trang kinh với tâm trạng bình thản không? Chúng ta có thể nghe pháp với tâm trạng thanh thản không? Nếu mà mỗi ngày mà chúng ta không để ý, không cẩn trọng thì thưa quý vị, cái thương, cái ghét, cái thương nó cũng làm chúng ta quan trái được. Mình thương người nào đó mà những người khác đụng đến người đó mình cũng quan trái. Mình ghét một người nào đó mà ai làm lợi cho người đó mình cũng quan trái. Và bản thân của mình bị xúc phạm mình cũng quan trái. Thì chúng ta thấy rằng có trăm muôn ngàn thứ. Bởi vì trong một cái nhìn của người học Phật đó, thì chẳng những chúng ta phải thực tiễn mà chúng ta phải rất là thành thực. Thực tiễn ở đây là mình coi điều đó có lợi hay không có lợi. Nếu một người sống vào cái tâm, một cái tinh thần thực tiễn đó, thì người đó không chạy theo những điều mà vô ích, không chạy những điều bất lợi. Chúng tôi nhớ là hồi trước có một thầy quen với chúng tôi. Thầy này cũng có trình độ lắm. Thầy đi bên Đài Loan và đi bên Thái Lan ấy, thì mua một số các Phật cụ về để mà thầy phát hành ở chùa.
Và nhưng mà khi mà thầy mua về thì Phật tử họ không có thỉnh nhiều, nhưng mà sau thời gian thì thầy giao lại cho một sư cô, thì sư cô ra ngoài Chinatown, sư cô lại mua những cái món mà theo cái ngôn ngữ của thầy nói là sư cô nó không có trình độ gì hết, mua những thứ màu mè, những thứ của tạp hóa đó, vì mà sư cô bán rất chạy. Thì thầy rất là bực mình, bởi vì thầy có trình độ cao mà thầy mua đồ về người ta không mua, không có thỉnh. Và trong lúc đó sư cô thì mua đồ của ngoài phố Tàu đem về màu mè lè lẹt, mà thầy gọi là cải lương, là thiếu trình độ, mà người ta lại mua nhiều. Nhưng mà cái thực tế đó là cái đó nó hợp với cái, nó hợp với cái sở thích của quần chúng, thành ra họ mua thôi. Nhưng mà cho đến lúc nào đó mà thầy nói với chúng tôi rằng có một ngày tự nhiên thầy tỉnh ngộ, thầy nói rằng mình bán đồ không phải mình bán cái cho người ta thích, bán cái cho mình thích, mà bán cái người ta thích người ta mới mua chứ, cái mình thích là cũng chưa chắc người ta mua. Và từ đó thầy không có bực mình chuyện đó nữa. Thì thưa quý vị, nhưng mà câu chuyện mà chúng tôi muốn kể tại đây là chỉ có một cái sự bực mình nhỏ thôi mà nó làm cho thầy khó chịu một thời gian dài. Khi mà thầy nghĩ thông những chuyện đó rồi thì thầy thấy rằng mình không nên bực mình. Mình bực mình như vậy là mình dạy, tại vì mình hiểu sai vấn đề. Thì ở đây điều mà chúng ta có thể nói rằng trong cuộc sống con người rất là dễ bị lôi cuốn vào những cái chuyện nhẹ thì là bực bội, mà nặng hơn nữa là căm ghét, nặng hơn nữa đó là thù hận. Và những cái bực bội, căm ghét, thù hận đó, nó như là sợi dây leo độc hại. Và sợi dây leo đó mà mình không có cắt từ ở trong cái trứng nước, mình đã không diệt nó từ hồi đó còn nhỏ đó, thì nó lớn lên nó sẽ cuộn lấy chúng ta. Quý vị nào ở miền quê biết là có một cái sợi dây gọi là dây tóc tiên. Chúng tôi hồi còn nhỏ, chúng tôi biết là có dây tóc tiên mà khi mà nó làm loại dây leo, mà khi nó lớn lên mà không có diệt nó sống, nó cuốn nguyên cả hàng rào một cái cây chết đi. Thì chúng ta vẫn thường bị những cái phiền não, và cái phiền não của những cái tà tư duy, trong đó có sân tư duy và hại tư duy đó, là hại những điều mà chúng ta đang nói tại đây đó. Nó cuốn lấy chúng ta và nó không cho phép mình có một nụ cười thoải mái, nó không cho phép mình có những giờ phút thanh thản, nó không cho phép cái tâm của chúng ta vươn lên tới cái khoảng trời cao rộng. Bởi vì những cái tâm trạng đó Đức Phật gọi là pháp hạ liệt. Khi mà chúng ta phải dùng chữ hạ liệt ở đây đó, thì mình mới thấy rằng chính những cái sự không ý thức của mình đó, nó dìm mình xuống, nó đưa đẩy mình vào một cái hoàn cảnh rất là tệ, đó là sống với pháp hạ liệt. Khi nào mà mình có thể ngồi xuống, mình nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc, mình nguyện cho chúng sanh, tất cả chúng sanh được dứt khổ, mình quan hệ mong những chúng sanh đang hạnh phúc được hạnh phúc nhiều hơn, và mình thấy được rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng của mình, thì thưa quý vị, bốn cái pháp từ bi hỷ xả đó nó mới phát triển được. Không phải tự dễ dàng mà tu bốn pháp từ bi hỷ xả đâu. Nói thì nghe dễ nhưng mà thật ra không dễ. Đời sống hàng ngày chúng ta nó thường bị rất là nhiều thứ. Mình thấy mình bị đe dọa, mình bị mất mát, bị tổn thương, mình cũng ghét người khác. Mình thấy những người thân của mình bị đe dọa, bị mất mát, bị tổn thương, mình có thể ghét những người khác. Mình thấy kẻ thù mình được lợi, mình cũng ghét người khác. Nhưng mình đặt câu hỏi là mình ghét để làm gì? Mình giận để làm gì? Mình quan trái để làm gì? Mình tự hỏi. Vấn đề đó không ai làm được cho mình hết. Chỉ có bản thân của mình mới làm được mình thôi. Chúng tôi nhớ là hồi trước có một lần ngồi nghe Ngài Ajahn Mahabua, Ngài kể đó. Chư Tăng đi xuất gia, bỏ gia đình, sống gia đình ở trong chùa rồi. Rồi lại vào trong trường thiền tu nữa. Và trong trường thiền lại đi đậu đà nữa. Nhưng mà có một cái vị sư này rất là bực bội với vị sư kia. Thì vị này mới đem cái chuyện đó nói với Ngài Chân Minh. Ngài Chân Minh được xem giống như là một ở trong những vị thiền sư rất là nổi tiếng nữa. Của Thái Lan vào thế hệ trước, tức là thầy của Ngài Ajahn Chah, thầy của Ngài Ajahn Mahabua nữa. Thì Ngài Ajahn Minh, Ngài nói rằng nếu mình bực bội thì mình phải tìm ra nguyên do. Thì vị này mới thưa rằng là mình có một vị sư bạn, vị này rất là khả kính,
vị này tu hành rất là tốt, mà cái vị sư kia đó nghĩ rằng mình nhỏ hơn vị sư này chỉ có một hai hạ thôi, thành ra gặp không về đảnh lễ, không về đảnh lễ hết. Tức là vị này quá sùng bái vị kia, mà cái vị kia lại lại không được cái vị nọ cung kính một cách đúng mức ấy. Thì đâm ra cái tâm ghét bỏ, từ chỗ ghét bỏ đó nó thể hiện qua lời nói, qua ý nghĩa. Thì ngài trên mua ba hôm qua thì nói là cái vấn đề nó nằm ở chỗ làm suy nghĩ sai. Dạ. Cái chuyện mà mỗi một vị sư mà họ có kính trọng với nhau, kính trọng là các vị đó, và cái chuyện mà mình giữ cái tâm mà không thích không ưa, tâm mình đánh giá, có thể là vị đó về mặt nào đó vị đó không có tốt, nhưng mặt khác vị đó tốt cũng có. Lấy ví dụ như là bỏ tất cả đi tu cũng là tốt rồi, mà đi tu mà đi vào rừng hành đầu đà cũng tốt rồi, sao lại có chuyện ghét chuyện thương ở trong đó? Thì vị kia mới bỏ đi được cái tập niệm như vậy. Nó phải nói một điều thú vị, chúng ta rất dễ rơi vào trong những trường hợp mà vui buồn thương ghét nhân ngã bị thử, sống trong cuộc đời có trăm muôn ngàn thứ, và mình khôn á là mình giữ lấy cái sự an lạc của mình. Mình khôn là giữ lấy sự thanh thản của mình, chứ không phải là mình khôn là mình đi tranh chấp với người khác. Khôn có nghĩa là mình soi mói người khác, mình khôn. Ở trong Phật Pháp có một điểm là mà khéo suy nghĩ đó là khôn, mà không khéo suy nghĩ thì đó là dại. Mà tất cả những cái quan trái, tất cả những phiền não đều là phát xuất từ cái không khéo suy nghĩ hết. Và đã không khéo suy nghĩ thì lấy gì gọi là khôn? Thì cái khôn trong Phật Pháp đó, nó phải đi gắn liền với chữ Yoniso Manasikara, gọi là khéo tác ý hay là chánh tư niệm. Và về điểm này đó thì chúng ta phải trở về cái gốc của vấn đề là cái tâm thái hay là tâm trạng của chúng ta. Đặt lại câu hỏi là tâm trạng chúng ta có phiền não hay không phiền não. Thì mình nhớ như vậy là ba cái đối tượng chính là bản thân mình có bị xúc phạm, có bị tổn thương, có bị đe dọa. Đối tượng thứ hai là người thân của mình có bị xúc phạm, có bị tổn thương, bị đe dọa hay không. Và đối tượng thứ ba là kẻ thù của mình, người ta có làm lợi cho kẻ thù, có làm tốt cho kẻ thù mình không. Và ba cái đối tượng đó nó thường cho chúng ta có những cái phản ứng rất mạnh về phương diện tâm lý. Và ngã, cái chấp về ngã sở rất là mạnh, thưa quý vị, về bạn tùy biến rất là mạnh. Và bên cạnh đó đó thì có những người sống nặng về quá khứ, có những người nặng về tương lai, có những người nặng về hiện tại, nặng về quá khứ là cái chuyện đã qua cứ nhai đi nhai lại hoài. Chúng tôi biết có nhiều người đó họ không quan tâm đến tương lai mà họ quan tâm đến chuyện cũ. Có những người thì họ quan tâm đến hiện tại, nhưng mà có những người đó họ hay tưởng tượng, thành ra họ sống với tương lai, mai mốt người đó sẽ hại mình, sẽ đe dọa mình, sẽ làm hại con mình, người đó sẽ thế này sẽ thế kia. Có nhiều người họ bị ám ảnh về tương lai hơn là hiện tại. Và do vậy chúng ta phải rất là để ý. Thì chúng tôi có nói từ ban đầu là chính pháp này không hẳn là những chính pháp mà mình gọi là cao siêu hay là khó hiểu, nhưng mà chính pháp mà dẫn đến hạ liệt, mà chính pháp hướng đến thủ thắng đó là những cái tâm trạng, đó là những cái suy nghĩ mà nó ảnh hưởng nhiều đến cái tâm trạng của, ảnh hưởng đến tâm thái của mình. Và nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ vướng vào trong những cái quan kết, những cái hệ lụy, những cái phiền não mà không cần thiết. Và đời sống mình không có nhiều thời giờ để phung phí cho những cái quan trái đó. Và nếu chúng ta thực sự muốn thương bản thân của mình thì hãy cho chúng ta uống một ly nước thật sạch, thở không khí thật là trong lành, và sống với một tâm thái rất là an lạc, rất là thanh thản. Còn nếu mà chúng ta bắt buộc mình phải sống với những cái tâm trạng phiền não độc hại đó thì mình không nên giận, không nên buồn là tại sao mình đau khổ, tại vì chính mình chuốc lấy những thứ đó. Và mình phải rất là khéo léo để có thể vượt qua những thứ này. Chúng tôi xin chia sẻ vài điều với quý Phật tử nhân về đề tài chính pháp dẫn đến hạ liệt, chính pháp thù thắng. Mà thưa tôi thì siêu không biết là thượng tọa có còn ở trước máy không? Dường như thượng tọa thượng siêu, quý vị có thấy thượng tọa thượng siêu còn ở trước máy không? Dạ, thấy thượng tọa Tư Quyền đưa tay. Thính thượng tọa, thính thượng tọa Tư Quyền. Xin thượng tọa nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận. Thính thượng tọa. Dạ,
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mạng Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Giờ thưa chúng được nghe rõ. Dạ, sa thủ sa thủ, chúng con kính tri ân đến thượng tọa đã vừa qua đã giảng giải một cái để thời pháp mở đầu. Dạ, thưa sư phụ Tỳ Siêu, vì cái lý do sức khỏe cho nên tôi xin nghỉ sớm. Dạ, tôi có báo cho chúng con, bảo chúng con trình lại cho biết. Dạ, thì kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng với chính cái pháp mà nó phải nói thuộc về cái hạ liệt, thì ở trong cuộc đời này chúng ta thấy như lời giảng của thượng tọa, chúng ta thấy nó phổ cấp phổ cục trong chuyện đơn giản. Cái sự so sánh mình với người trong cái việc được thua với còn, quả thực đó là một điều mà phải nói rằng hết sức là mệt mỏi, hết sức là đau khổ cho chính từ chúng sinh sống trên cuộc đời này. Không có đơn giản làm như ý mình muốn được đâu. Nhiều khi á, mình được lợi, mình mất lợi, mình không được lợi, mất lợi, hoặc là người được cái này, người được cái kia, mình được cái này, mình được cái kia. Nó là một cái mà phải nói là làm cho chính cái tâm của chúng ta cũng không có dễ dàng mà có thể tu tập mà vượt qua, bỏ qua được. Rồi cái chuyện thương, chuyện ghét, chuyện xa, chuyện gần. Cái chúng sinh con người mình hiện hữu nó như vậy đó. Không phải hôm nay mà chúng ta trải dài cái đau thương, niềm đau, nỗi khổ, niềm vui, nỗi buồn ở trong cuộc đời này nó là vậy đâu. Mà đã đổ luân hồi này chìm đắm trong những cái thương, cái ghét, cái giận, cái hờn, và cái khổ đau, sinh tử, nó là vậy. Nếu mà tất cả chúng ta, có bây giờ chúng ta bình tâm lại, chúng ta biết tu tập, chúng ta biết nhìn một chút xíu, thôi kệ cho nó qua, mong cho nó được yên đi. Mà chúng ta đâu bây giờ, chúng ta nghĩ như vậy, mà cứ tranh hơn, tranh thua. Mình được lợi hay là không được lợi, mình mất cái này, mình mất cái kia. Và chính vì vậy cho nên không bao giờ mình được an lạc. Cái việc tu tập cũng vậy đó quý vị. Nếu như mà mình không quay về với chính mình không có biết điều phục, thì là những cái tâm hạ liệt, những cái tâm bất thiện khởi sinh trong tâm ta đối với người. Nhưng như thế, tại sao mà chúng ta phải ganh tị với người? Tại sao chúng ta phải so sánh với người? Bởi vì mình sợ người ta hơn mình. Mình sợ mình mất đi những gì mình đang có đây, và người ta hơn mình. Và hơn mình cảm thấy rằng mình bị thua thiệt, mình cảm thấy rằng mình bị thiếu thốn, hay mình cảm thấy rằng mình mất mát. Thì những cái tâm tư nó ngự trị trong chính chúng ta. Người ta giàu hay người ta được lợi thì là chuyện của người ta. Người ta đẹp là chuyện của người ta, người ta hay là chuyện của người ta, không phải là chuyện của mình. Nếu tâm của người mình tại sao lại giúp mắt, bởi tự nhiên mình phải đem cái khổ gì cho mình. Thì chúng ta cần phải mở rộng cái tâm hồn, chúng ta cần phải mở rộng cái tâm tư của mình nó lớn thì chúng ta mới vượt qua được. Chứ còn nếu như không thì cái tâm tính con người thường như vậy. Và chúng ta đâu biết rằng, như chúng tôi hồi nãy chúng tôi thuyết pháp về vô cứu việc, nếu như mình khổ thì mình lại càng khổ hơn, mình đang nghèo lại càng nghèo hơn, mình đang xấu lại càng xấu hơn nhiều nữa. Nó là như vậy. Và chính những cái pháp đó là những cái pháp mà gây tới cho chính ta những cái sự xung đột, những cái sự bất ổn ở chính mình. Mình không bao giờ mà mình vượt qua. Sự thật ra luôn luôn binh vực những gì theo cái ngã chấp của chính mình, và luôn luôn ghét bỏ với những gì mà nó không thuộc về
trong vòng xoáy hay trong cái vòng ước lượng, trong cái nhìn thấy, trong cái ngã chấp của chính mình. Chúng ta chỉ có cái tầm nhìn như vậy, chứ không có nhìn khắp cùng, không có trải lòng, thì cái tâm hồn mình nó nhỏ. Ở trong một cái phân biệt, kiếp sống này nó ngắn mà, có cần thiết phải làm như vậy không? Nhiều khi mình phải tự mình suy nghĩ như vậy, mình phải tự mình khởi lên những cái tâm tư như vậy. Để chi? Để mình mới vượt qua được sống nay chết mai, và rồi đâu đến nỗi phải te tua, đâu đến nỗi phải thê thảm như chính mình, đưa vào thê thảm cho chính mình. Tự mình nhiều khi mình lo quá, quá là cẩn trọng, quá là bảo bọc cho mình và cho người thân của mình. Chứ sự thiệt ra mình còn lo chưa xong, mình lo cho cái người thân của mình làm cái gì? Chuyện hôm nay còn tính chưa xong, lo tới chuyện ngày mai, thì là có đôi khi như chúng ta cũng hơi quá là rảnh rỗi, quá là dư thừa cho cái chuyện, những gì mà ngoài tầm tay của chúng ta, những gì mà thuộc về chuyện của người. Chuyện gì tới thì tính, chuyện gì chưa tới chúng ta tạm gác lại. Chứ giờ muốn có tờ thì cũng tính đâu có được, muốn giải quyết nữa cũng đâu có giải quyết được, muốn làm cũng không có làm được. Người ta có mình mất, hay những gì mà người ta hơn mình, những gì mà người ta tốt hơn mình, đẹp hơn mình, nhiều hơn mình, hay hơn mình, không phải tự nhiên mà nó như thế. Mà nếu như họ bằng cái cách gì họ có được cái đó, đó là chính chuyện của họ chứ không phải là chuyện của mình. Có thể nói nếu ở trong cái chúng ta không có bị hệ lụy trong vòng xoáy như vậy thì nó đỡ. Đành rằng là nói nó dễ mà làm nó rất khó, nhưng chúng ta phải có sự suy nghĩ như vậy. Thời chúng ta cũng có một cái điều phục một phần nào, cũng có một cái sự giận lòng một phần nào. Và nếu như chúng ta có cái tâm hiếu tu, nếu như chúng ta có một tâm biết thương mình và bảo vệ cho mình một cách đúng đắn, một cách chính chắn, thì chúng ta sẽ buông bỏ những cái pháp thuộc về cái hạ liệt này. Và từ chỗ đó chúng ta mới tiến hóa đến cái sự thù thắng, đến cái sự tốt đẹp, đến cái sự cao cả. Nếu như mà chúng ta không thể dứt bỏ cái lòng bỏng sẻn của mình, thì chúng ta đừng nói chi mà chúng ta thương chúng sinh, thương người được. Ngay cả chúng ta bỏng sẻn, chúng ta chấp thủ là tự chúng ta không biết thương mình rồi. Mà bởi vì mình không biết thương mình thì mình thương ai? Không hề có. Nếu người ấy không biết thương người đó, không biết thương mình thì mình không biết thương ai hết. Cũng như người mình không biết lo cho mình thì mình không thể lo cho ai hết. Khi mình an thì người khác mới an được. Còn mình bất an, mình tạo điều kiện cho người ta an, thì cái điều này hình như hơi bị khó. Trước nhất mình phải thể hiện cái tĩnh lặng của chính mình, rồi chúng ta mới điều phục người khác, chúng ta mới có thể chia sẻ người khác. Chúng ta có thể là đồng cảm với người khác rồi. Đây là thật. Những cái gì mà chúng ta có, nhiều khi chúng ta không suy nghĩ chứ, nó hơn rất nhiều người. Còn mà để những gì mà chúng ta tranh với người thì không đủ thời gian đâu. Và nó không đủ cái phước đâu, không đủ cái điều kiện đâu. Và nếu như chúng ta suy nghĩ được, đó chính là cái duyên, cái phước của chính họ, cái điều kiện tốt của chính họ. Thôi mà đừng có suy nghĩ tới cái chuyện đó. Về cuộc đời này, hôm nay người ta thuận duyên, mình cứ quan hệ tùy hỷ, hay hoặc mình có cái tâm hành xả, cái tâm xả, đừng có quan tâm, buông bỏ đi, đừng có dính mắt.
mình ghét người ta cũng chả có phải tổn hại gì nhiều đâu. Giờ mình có làm nói xấu người ta chưa biết có xấu hay không, chưa biết có hại hay không, mà chính mình là bất an, chính mình thật sự không có có đầy đủ một cái điều kiện tốt. Thì cái thưa quý vị, chúng ta hãy khởi lên những tâm ý này, bởi vì những tâm ý này nó cũng sẽ là một trong những cái sự trở não cho chính chúng ta rất lớn. Cũng như mình nghĩ rằng mình đừng bao giờ mình nói xấu người ta. Nếu như mình nói xấu người ta, mình rất là tệ, mình cảm thấy thú miệng, cảm thấy mặc cảm. Bởi vì mình nói xấu với người ta có nghĩa rằng mình đã thua người ta, mình so sánh người ta cũng như mình đã thua với người ta. Ủa tại sao mà mình lại phải bỏ cái làm cho mình xem thường mình như vậy? Mình đâu phải có những cái tâm tư mình có thể cái thiếu thốn như vậy. Dạ. Thì tự nhiên có đôi khi chúng ta phải tự cảm như vậy thì chúng ta sẽ được tốt. Bằng ngược lại thì chúng ta rất là nguy hiểm, sẽ rất là đau khổ. Dạ, kính con có đôi điều xin trình bày như vậy. Tiếp theo con kính cung thỉnh tòa Nhật Đảng tiếp tục điều họp chương trình các buổi học hôm nay. Dạ, con kính cung thỉnh ngài Nam Mô Bổn Sư Thích. Sa thú kính trình thượng tọa Tuệ Quyền. Xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có ở trước máy nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có nghe được không? Dạ. Thượng tọa Pháp Đăng, chúng ta thấy rằng cuộc sống càng ngày càng cạnh tranh khốc liệt, và cái sự va chạm giữa con người với con người càng lúc càng nhiều, nhất là vì quyền lợi. Thì có phải là cái môi trường cạnh tranh như vậy đó nó rất là khó cho chúng ta tu tập tâm từ, có đúng không? Và thì tôi nghĩ rằng để thấy tu tâm từ đó thì chúng ta nên, để có thể nhen nhúm được lòng từ thì chúng ta nên bắt đầu từ ở cái hoàn cảnh nào, cái môi trường nào, điều kiện nào. Xin kính thưa thưa tôi. Alo. Dạ, yeah. Còn Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chúng ta Thế Siêu, chúng ta Nhất Đẳng, chúng ta Thế Quyền, chúng ta Minh Hạnh, Đức Thành Tâm và Đức Nguyên Thông, Đức Phật Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bài cô tu nữ thiện trai Phật tử. Thì nếu mình nói rằng trong cái cuộc sống nhiều cái cạnh tranh đụng chạm như vậy đó thì có phải là cái môi trường mà khó để tu tập tâm từ, cái điều kiện thích hợp nào để nhen nhúm được lòng từ? Nếu mà thật sự đó thì chỉ có khi nào mình suy nghĩ về khổ, khổ nhiều. Bởi vì mình vẫn biết rằng đời này, cái đời hiện tại này là cái đời mà cái tuổi thọ là người giảm, cái ác pháp nó tăng trưởng. Nên bây giờ chúng ta thấy loại người bây giờ thì rất là khô, mà của rất là khó. Và người ta đó thì rất là nhiều thủ đoạn. Bây giờ mình nói đến chuyện mà anh em đâm chém giết rất là nhiều, rất là kinh khủng quý vị. Mình thấy như vậy. Giờ mình thấy rằng đối với cái sự tranh giành của cha mẹ với con cái, hoặc là con cái với cha mẹ, con cha mẹ với ông bà, thì bây giờ rất là nhiều quý vị. Thực sự xã hội bây giờ rất là nhiều. Tại bây giờ nếu mình nói rằng mình làm sao để mình nhen nhúm lòng từ, thật sự nào khi nào mình suy nghĩ về lời dạy Đức Phật, loài người hiện giờ cái tuổi thọ giảm, ác pháp xuất hiện nhiều, mình suy nghĩ như vậy đó là một cái cách. Vì Đức Phật ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, với cái nhất thiết trí ngài biết như vậy, và ngài cho biết rằng cái tuổi thọ là người sẽ giảm riết còn có 10 tuổi thôi, giảm riết còn có 10 tuổi thôi, và ngài nói như vậy thì nó không có sai quý vị. Vậy thường thường chúng ta thấy rằng thật sự khi con người đông lên á, con người đông lên á, thì Đức Phật ngài đã nói rồi, cái Batali mà nó trở thành phồn thịnh á, thì có nước lửa và ly giác, nước lửa gì đó. Những cái thành phố phồn thịnh á, là đều có ba cái hiểm họa: nước lửa và ly giác. Đức Phật ngài đã nói với Đại Thượng Quách Sát Ra cùng với nói với Tăng là cái thành phố mà hai cái vị này chuẩn bị để mà xây theo lời Vua A Thế, sao thì nó có ba cái hiểm họa như vậy. Thì thật sự khi nào chúng ta thấy
con người khi mà mình cứ nhìn vào trong trong một cái gia đình nó mà con cái anh em đông đó, thì thường thường họ họ cũng tìm cách để ly gián lẫn nhau, để cha mẹ đặt cái lòng thương với mình và đặt cho mình được cái sự ưu tiên. Thật sự là như vậy, thường thường là như vậy. Chúng ta thấy rằng, bởi thường thường chúng ta thấy, chúng ta coi những bộ phim mà những cái gia đình giàu mà có anh em đông đó, thì họ cũng tìm cách để hại nhau. Thật sự là như vậy. Chỉ có khi nào mình suy nghĩ được cái thế gian này là khổ, là người là khổ, cái sự khổ đó thì mình mới có khởi được cái tâm, mình có thể từ bỏ được những cái gì mà người ta giành giật. Chứ còn nếu không thì rất là khó quý vị, rất là khó để mình từ bỏ những cái người ta giành giật. Và mình cũng tham phân, mình cũng muốn có mặt trong cái phần giành giật đó. Và khi mình có mặt trong phần giành giật đó, tất nhiên là mình phải dùng cách này cách kia rồi, mình phải dùng đủ thứ cách này. Chứ không thể nào mà không đủ cái thứ cách để mình giành giật hết quý vị. Thật sự là như vậy. Nên thường thường thì mình hiểu được cái nỗi khổ thì mình sẽ bớt được cái giành giật. Bởi vì khi mà mình thấy Đức Phật ngày thường thường đưa ra những hình ảnh, nhất là trong kinh á, ngài nói về những con chim khi mà nó vớ được miếng thịt nó bay lên á, có nhiều con chim khác sẽ bay theo mổ nó, mà nếu nó muốn sống á, thì nó thảm thịt đó, còn nếu mà nó không thảm thịt nó thì chắc chắn nó sẽ chết, nó sẽ bị lớn bay mổ nó sẽ không chịu nổi, nên nó khôn á, thì nó phải thả cái miếng thịt ra. Thì thường thường chúng ta thấy ở đời những cái danh dự, cái con người ta giành giật với nhau đó, nó cũng giống như con chim, những cái loài chim mà nó bay được, nó giành được miếng mồi, nó bay lên thì biết bao nhiêu những con chim khác bay theo mẩu xé nó. Thành chúng ta khi mà chúng ta hiểu Đức Phật nói như vậy đó, thì mình mới thấy rằng cuộc đời này hễ mình có đó thì lúc nào, nên Đức Phật nói trong bài kinh Đại Khổ Uẩn rồi, khi mà mình có đó là vua chúa họ cũng tìm cách để họ tịch thâu tài sản của mình, trộm cướp tìm cách để lấy tài sản của mình, rồi cái người thừa tự tìm cách để chi phối cái tài sản của mình, nước trôi lửa cháy để tiêu hủy cái tài sản của mình. Nên khi một người có tài sản thì thấy có nhiều nỗi khổ như vậy. Nếu mà mình suy nghĩ được vậy thì mình sẽ bớt giành giật để mình khởi được cái tâm từ một chút. Chứ còn nếu mình không nghĩ vậy thì mình sẽ giành giật hoài. Và khi mình giành giật mình sẽ xung đột cái gì? Xung đột đủ thứ hết á. Xung đột tư tưởng, hệ sự tư tưởng mà xung đột rồi thì tay chân cũng sẽ xung đột với nhau, miệng lưỡi xung đột với nhau thôi. Thật ra chúng ta thấy rằng ngay cái thời kỳ của Đức Phật thôi, ngoại đạo họ dùng đủ cách để họ triệt hạ cái uy tín của Đức Phật, họ dùng đủ cách để họ vu khống cho Đức Phật và chư tăng. Và chúng ta thấy như vậy, nên khi mà chúng ta nghĩ rằng tại sao, tại những thiện tín họ tôn kính Đức Phật và cúng dường hộ độ chư tăng, nên bây giờ họ tìm cách này kia nọ để họ làm cho mất cái uy tín, mất cái danh dự này kia nọ. Thì Đức Phật cứ ngày biết vậy, ngài biết vậy, nên ngài thường thường thì chúng ta thấy rằng những cái sự giành giật đó, nó nên trong bài kinh Đại Cổ Quẩn có nói đó, hễ mà làm mướn với làm mướn đánh lộn nhau, hồng đa ôm với hồng đa ôm đánh lộn nhau, thương buôn với thương buôn đánh lộn nhau, với giao chuỗi đánh lộn nhau, anh em với anh em đánh lộn nhau. Rồi thật sự thì chúng ta thấy vô cái bến xe hồng đa đó, ôm nó thấy mấy người cũng đã ôm quýnh lộn nhau, chẳng qua họ giành khách thôi. Rồi những người bán buôn họ quýnh lộn nhau vì họ dành cái khách để buôn bán thôi. Thì chúng ta thấy rằng cái nỗi khổ đó, khi chúng ta suy nghĩ kiếp người là khổ như vậy đó, thì chúng ta mới khởi được một chút cái tâm gọi là nhẫn nại, hay là mình suy nghĩ về cuộc khổ đó, mình để bớt lời qua tiếng lại, để bớt đi sự xung đột có thể nặng nề hơn. Chứ dòng Thích Ca mà bên nội bên ngoại mà giành nước xong, mới đầu chỉ là những người nông dân họ làm ruộng thôi, nhưng mà cuối cùng nó thì từ từ nó tới đến những người hoàng gia, những người uy quyền, họ chuẩn bị họ giết hại lẫn nhau cũng vì nước thôi. Đức Phật ngày đã dùng thần thông đứng ở giữa dòng sông, ngày thuyết pháp, ngày giảng hòa cái dòng này, hai dòng họ của ngài. Thì chúng ta thấy rõ ràng hễ con người mà càng đông thì chúng ta càng giành giật. Bởi vì chúng ta thấy càng đông thì chúng ta càng giành giật để mà được. Nên khi nào chúng ta suy nghĩ khổ, nên thường thường chúng tôi ưa nói với, chúng tôi ưa đi giảng, chúng tôi ưa nói với Phật tử, mình thấy đồ ăn là ghê tởm thì mình mới ăn được đồ ăn của chư thiên.
Còn nếu mình thấy đồ ăn còn ngon đó, mình cứ dành mình ăn hoài, mình không thể nào ăn được cái đồ ăn của chư thiên là do cái phước. Cũng như vậy, nếu mọi người ở đời thấy khổ, ở đời là như vậy đó, thì họ mới có thể sanh làm chư thiên được. Chứ còn nếu mà ở đời mà họ muốn giành giật mà cứ họ cứ nghĩ giành giật mà ăn thôi, họ không thấy miếng ăn á, là mình ăn thì mình ỉ nhiều, uống mình đái nhiều, mình sẽ bệnh hoạn nhiều, thì họ cứ giành giật hoài thôi. Từ khi nào họ thấy như vậy đó, họ mới giảm bớt được, thì họ mới có thể sanh làm chư thiên, họ mới được ăn những cái vật thực của chư thiên thôi. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng khi này chúng ta thấy khổ á, bởi Đức Phật nói rằng Ngài nói về khổ, Ngài nói về sự diệt khổ. Nếu chúng ta suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật, Đức Phật Ngài nói như vậy, thì chỉ có khi nào chúng ta nghĩ đời khổ, mình khổ, thế gian khổ, chúng sanh mọi người xung quanh khổ, thì mình sẽ bớt đi một chút xíu. Vì mình nghĩ khổ là do lòng ham muốn thôi. Còn nếu mình chưa nghĩ khổ đó, thì mình sẽ không thấy được cái lòng ham muốn đâu. Thành ra theo con nghĩ rằng nếu mà người mà nhen nhúm được lòng từ đó, thì họ phải suy nghĩ như là lời dạy của Đức Phật đó, thì họ mới nhen nhúm lòng từ được. Nhưng mà nếu mà họ mà lìa bỏ lời dạy của Đức Phật đó, thì họ không thể nào nhen nhúm lòng từ được, rất là khó. Vì cái lời dạy của Đức Phật đó, là cái lời dạy từ trong tâm, hiểu được cái tâm, hiểu được cái khổ trong tâm, thì thành ra mình mới nhẫn nại được bằng thân bằng khẩu. Chứ còn cái tâm mình chưa có hiểu được đó, thì mình rất là khó nhẫn nại được. Thì con xin trả lời như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Bây giờ thì con xin gửi mấy cho thượng tọa. Sao thưa quý trân, thưa thượng pháp anh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thưa lượng số 2. Đại Đức Pháp Tính đó, mình thấy rằng có những người đó họ hay nhớ nhiều chuyện quá khứ, cái chuyện đó họ nhắc đi nhắc lại. Có những người đó họ lại hay suy diễn về tương lai, cái chuyện chưa đến nhưng mà họ tưởng tượng cái này cái kia, và những thứ đó nó tạo cho họ cái quan trái, tạo cho họ cái ngờ vực với người khác. Thì Đại Đức Pháp Tính có nghĩ rằng cái yếu tố thời gian là quá khứ, hiện tại, tương lai đó, nó có đặc biệt nó chi phối con người chúng ta không? Và con người chúng ta có nghiêng nặng về, có người họ nghiêng nặng về quá khứ, có người sống với tương lai, có người sống với hiện tại nhiều, phải như vậy không? Xin hỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam Mô Bụt Tài Giá. Con xin thành kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Năng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Tọa Bình Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu ra, thì đối với chúng con nghĩ rằng thì chúng sanh nãy mà còn phàm phu là coi như là đều bị chi phối điều hết. Con người đó thì bị chi phối bởi quá khứ cũng sanh lên phiền não, tương lai cũng sanh lên phiền não, hiện tại cũng sanh lên phiền não. Rồi có những người thì họ chỉ nặng về quá khứ, rồi có người thì chỉ nặng về tương lai. Thành ra đó, cái này nó giống như là chúng sanh, người nặng về tham, người nặng về sân, người nặng về si rồi đó. Vậy thì đối với cái thời gian mà làm sao mà nó ảnh hưởng đến đời sống tập hoặc là đời sống sinh hoạt hàng ngày, nó tác động trực tiếp lên để mà chúng ta sanh khởi phiền não rất là nhiều. Quý vị thấy rằng có nhiều người á, hãy mà họ nhớ về quá khứ mà có một cái chuyện gì đó, một là họ buồn, hai là có thể là họ khóc đó. Thành ra đó, hãy mà họ nhớ cái chuyện, cũng như quý vị thấy rằng như có những vị giảng sư mà người ta giảng, ta nói có bà cụ đó là bà hãy mà mưa đó thì bà thương, bà cũng khóc, bà khóc bà thấy tội nghiệp cho nhỏ bán nhang, nó không có phơi nhang được. Hãy mà trời nắng thì bà tội nghiệp cho nhỏ bán dù, do trời nắng thì không ai mua dù che, trời mưa thì người ta mới mua dù, người ta che nhiều đó. Thì cái câu chuyện đó thật ra đó, thì nói lên là coi như là mình cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia, chuyện này cũng không chịu, chuyện kia mình cũng không có vừa lòng vừa ý mình đó.
Thì trở lại cái vấn đề ở đây nhé, có nhiều người ta nghĩ rằng cái thời gian nó không có chi phối, nhưng mà thật sự ra thời gian nó chi phối rất là nhiều. Vì các pháp thuộc về quá khứ, các pháp thuộc về tương lai, các pháp thuộc về hiện tại, những cái pháp này nó đều sanh, nó thể mà tâm của mình không khéo suy nghĩ thì nó sanh lên phiền não liền. Mình nhớ về ở quá khứ mình không biết đó, xong mà mình không vào tu tập mà sớm sớm đi, để bây giờ mình tu tập nó trễ cũng sanh, một cái tâm nó sầu muộn. Hoặc là mình nhớ hồi trước xong mình vụng về, hay là trước kia mình học tập mà nó không có giỏi, không có hiểu biết vân vân, thì mình suy nghĩ về quá khứ mình không khéo thì tự nhiên mình sanh lên cái tâm nó buồn hết, giống như mà người ta nói rằng là buồn vu vơ. Buồn vu vơ đó quý vị, đó thành ra suy nghĩ về quá khứ nó cũng sanh lên phiền não. Rồi có người thì lo âu, suy nghĩ về tương lai cái lo âu, không biết rồi mai này nó như thế nào đây. Thì thật ra đối với một người mà biết tu tập thì suy nghĩ về tương lai đó thì người ta sẽ phát sanh thiện pháp. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình kiểm lại trong thời gian qua, có những vị cũng là tu sĩ đã lần lượt ra đi, rồi cũng có những người cư sĩ cũng lần lượt ra đi. Rồi vậy thì tương lai của mình cũng giống những người đó thôi. Thì nếu mà mình có cái sự tu tập á, mình suy nghĩ về tương lai á, thì coi như mình nghĩ rằng mình thấy được những cái điều đó chắc chắn nó sẽ đến với mình, thì coi như là bây giờ là mình sẽ tinh tấn tu tập đó. Thì có những người người ta suy nghĩ về tương lai là coi như là thiện pháp người ta sanh khởi, nhưng mà có những người suy nghĩ về tương lai bắt đầu là sợ, sợ không biết là mai mốt này đây mình không biết là mình mang cái chứng bệnh ung thư gì đây, rồi không biết là mai mốt này mình sẽ như thế nào vân vân, suy nghĩ về tương lai mà không khéo có cái sự mà tác ý, không khéo suy tư thì coi như là sanh khởi phiền não liền, sanh khởi phiền não liền. Rồi có người thì nhìn ở trong hiện tại này, nhìn ở trong hiện tại này thấy mình có hạnh phúc rồi cũng sợ mai mốt nó mất đi, hoặc là nhìn ở trong hiện tại này mình thấy mình đau khổ, mình đang bị như vậy như thế kia rồi á, mình sợ cái này nó kéo dài không biết là mai mốt nó có hết hay không vân vân. Thì quý vị thấy rằng là suy nghĩ ở trong hiện tại mà không khéo thì nó cũng bị chi phối, thành ra phiền não nó sanh lên. Vậy thì quý vị thấy rằng có những người quá khứ, hiện tại, vị lai đều làm cho họ sanh lên phiền não, nhưng mà có những người thì họ chỉ sợ tương lai thôi. Họ sợ bây giờ những gì mình đang có trong tương lai nó sẽ bị mai một, nó sẽ bị vô thường, nó sẽ mất đi. Thành ra có người người ta thiên nặng về ở trong tương lai. Và có người thì người ta có cái hoàn cảnh hiện tại này tốt, nhưng mà người ta nhớ là quá khứ người ta buồn. Đó, người ta bị thiên nặng về ở trong quá khứ. Đó, thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là có người là bị chi phối cả ba cái luôn: quá khứ, hiện tại, tương lai. Người thì chỉ bị chi phối về ở trong quá khứ thôi, hoặc là có người thì chi phối ở trong hiện tại này thôi, có người thì chi phối ở cái thời vị lai, ở tương lai đó. Nhưng mà đối với nếu mà chúng ta có tu tập thì cái chuyện quá khứ là cái chuyện đã qua, còn cái chuyện nay thì nó chưa có đến. Thành ra chúng ta phải tu tập, chúng ta an trú ở trong thiện pháp, chúng ta an trú ở trong chánh niệm, thì coi như là nó sẽ vượt qua được những cái phiền não của quá khứ, những cái phiền não ở tương lai, do mình ngay trong hiện tại này mình có cái sự suy tư tu tập một cách chín chắn, một cách hiểu biết đàng hoàng đúng đắn, thì coi như lúc đó cái phiền não nó không có sanh lên. Đối với một người có cái sự quán xét kỹ càng trong cái đời sống tu tập này thì nó sẽ vượt qua được những cái sự chi phối của quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu lên.
À, bây giờ thì con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy giá. Sao thú cái chuyện đại thủ pháp tính, đại thủ Nguyên Thông, đại thủ Nguyên Thông nghe được không? Nếu đại thủ Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh để được trả lời cho câu thơ lục số 3. Đại thủ Nguyên Thông, chúng ta thấy trong bài học ngày hôm nay có đề cập đến một điểm là khi mình rất thương một người đó, mà thấy ai đụng chạm đến người đó, đe dọa quyền lợi người đó thì mình đâm rầm rất ghét. Và thật ra cái thương thì chúng ta có nhiều cái thương lắm ở trong đời sống. Thương con, thương cái, thương những người thân, thương bạn bè, thầy tổ. Và chúng ta làm sao để thương một người nhưng mà chúng ta lại không có ghét những người khác? Tại vì thương nghĩa là cái ghét nó đi chung với cái thương. Mình thương những người mà mình thân và mình ghét những ai đụng chạm đến người đó, nhưng mà làm sao mình thương mà mình không ghét được? Xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ. Góp ý cho câu thảo luận số 3, hỏi rằng làm sao để thương người nào đó mà tránh được cái sự căm ghét những người gây bất lợi cho người mình thương. Dạ, kính thưa sư phụ, là mình thương người nào đó, sự thật ra thì thương chỉ là một cái cảm tình mà con nghĩ là nó nhất thời. Sự thật là trên thế gian này không có ai mà thương mình nào quá dễ dàng mà nó mãi mãi, kiếp này kiếp sau. Thì bởi vì cái luật mà chúng ta đã học đó là mỗi vật trên trần gian này đều là vô thường. Cho nên cái thương người đó có lẽ là thương mà ngày nay đôi khi là chiều đã hết, sẽ hết thương, rồi ngày mai cũng hết. Thành ra những mà mình nói làm sao thương người nào đó mà tránh được cái sự căm ghét. Thì trong cái dự thương thì ghét này đó, có một triết gia người Đức là Schopenhauer, anh nói là không thương không ghét là một nửa khôn ngoan của nhân loại, và cái một nửa kia là không nói và không tin thì lại là một nửa kia. Nhưng mà không có cái gì hay hơn bằng ngoảnh mặt quay lưng đi, không cần cái loại khôn ngoan như thế. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã giảng dạy rằng cái mà chúng ta sống ở đời đó là có lẽ là không thương không ghét, nhưng mà chỉ có biết mà thôi. Thành ra cái điều đó thì làm cho chúng ta mà sống một cái hạnh phúc. Thì trên đời này không có cái gì khôn ngoan nhất, khôn ngoan tuyệt đối là nghe theo lời giảng dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao nghe theo lời giảng dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là khôn ngoan nhất? Bởi vì trên trần gian này không có cái người nào mà khôn ngoan hơn những vị Phật chánh biến tri. Những vị chánh biến tri là những người đã thành tựu những cái ba la mật, 30 cái ba la mật, mà chúng ta 10 cái ba la mật chúng ta mà chưa biết là được có một cái nào hay không, chứ đừng nói được 30 cái ba la mật. Cho nên Ngài nói là chúng ta không nên thương. Là tại sao? Thương rồi khi nào mà cái người đó làm Phật mình, chúng ta là sẽ có cái sự đau khổ là gì, không còn thương nữa. Cho nên bởi nếu mà mình không thương được là không ghét, là bởi vì căm ghét là một cái ác bất thiện pháp, mà cái thương cũng là một cái ác bất thiện pháp. Là tại vì khi mà mình thương rồi mình khổ sở, cho nên cái điều đó thì cũng không có nên là gieo vào trong lòng ta một cái sự mà đam mê. Cái đam mê của chúng ta là đam mê vừa thương và đam mê vừa ghét. Tại vì mình không có hiểu biết mình, không có rõ biết của mình, và mình không có luyện tập, cho nên cái vấn đề thương ghét thường thường nó xảy ra đến dưới trước mắt chúng ta. Cái lục căn của chúng ta mà dương với trần cảnh bên ngoài đó, phải khả ý khả lạc khả hỷ là thương, mà không khả ý, không khả lạc, không khả hỷ là ghét, là sân. Ghét là sân, thương là cũng là một cái ác bất thiện pháp. Là tại vì có cái đó mà làm cho chúng ta đau khổ. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta học kỹ lời của dạy của Đức Phật thì chúng ta thấy biết như vậy thì được rồi.
chỉ là thấy biết mà thôi, chứ còn thương yêu tức là say đắm, mà ghét tức là căm hận, là sân si thì cũng không có tốt cho chúng ta. Còn những với cái câu thảo luận số 3 hỏi rằng làm sao để thương người nào đó mà tránh được sự căm ghét, thì thương người nào đó mà tránh sự căm ghét thì mình phải hiểu rằng là cái chuyện mà căm ghét là cái một ác bất thiện pháp thì chúng ta không nên có, là cái điều nếu mà chúng ta đã luyện tập được như vậy rồi, kính thưa sư phụ, là cái người hành giả đó sẽ không có nghĩ ý đến cái căm ghét người nào, là bởi vì căm ghét người nào thì nó làm cho cái ngực của chúng ta nặng, thì cái điều đó làm cho dạ nói rồi, tôi nghĩ là tôi cũng nói lớn rồi. Thì cái mà thương người nào đó thì cũng nặng cái ngực của mình, mà ghét người nào đó cũng nặng cái ngực của mình. Thành ra con nghĩ rằng, kính thưa sư phụ, là người Phật tử cũng như người tu sĩ, thì cái vấn đề thương ghét thì nếu mà còn ở trong tâm của chúng ta thì chúng ta nên lần lần hỏi mình tại sao phải như vậy, để lần lần tập không thương không ghét. Chứ mà thương thì là cũng sai đắm. Chữ thương thì nó gọi là mình có cái affection, rồi nó đi đến hơn một quá trình độ nữa là qua cái mê hay là fall in love, nó cũng là cùng nghĩa như vậy thôi. Thì thành ra mình chỉ thấy rằng trên thế gian này, nếu trong bà con thân thuộc của chúng ta thì mình làm hết cái nhiệm vụ của mình, là có nhiệm vụ trách nhiệm phải là thương yêu vợ con và lo cho họ đầy đủ hết tất cả những điều mà mình làm sao cho họ được sống và được hạnh phúc, là mình dạy dỗ những cái gì mà mình biết được cho họ, để cho họ sẽ khôn ngoan ra và tránh được sự cái cảm bẫy và thương ghét ở đời, thì đó là cái nhiệm vụ của chúng ta. Thì ở đây con chỉ thấy có trách nhiệm không, chứ còn không thấy là phải thương hay là phải ghét. Còn nếu mình học được lời giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì tại sao phải thương, tại sao phải ghét, thì chính cái thương cái ghét nó làm cho chúng ta đau khổ. Vì vậy cho nên không thương không ghét là một nửa khôn ngoan của nhân loại, không nói không tin là một nửa kia. Thì con thấy triết gia Schopenhauer có lý trong vấn đề này. Kính thưa sư phụ, đó là những cái điều mà con cảm nhận ra đối với câu thảo luận số 3 xin trình bày. Và con xin mời sư phụ Trở Lai Mai để giảng dạy những điều mà con nhận thấy không có được đúng đắn trong cái chân lý tuyệt đối. Con xin mời sư phụ Trở Lai Mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin mời sư phụ. Sa thú Thích Trân Đại Đức Nguyên Thông, Thư Tọa Pháp Đăng, Thư Tọa có còn ở trước máy không? Dạ, thì đó đang có nhiều người nói rằng cái thương cái ghét á là mình không làm chủ được, bởi vì nó là do duyên nghiệp quá khứ. Mình thương một người nào đó là cũng do cái duyên nghiệp quá khứ, và mình ghét người nào đó cũng do duyên nghiệp quá khứ. Cái suy nghĩ đó có đúng không? Xin thỉnh thì đó đang. Alo. Dạ. Thì con xin trả lời cái câu thảo luận số 4. Nếu mình nói rằng thương ghét do cái duyên nghiệp quá khứ, thì thật sự đó, điều này người đời thường thường người nói như vậy. Nhưng mà nếu mình người tu đó thì mình không làm như vậy. Tại vì thật sự ra mình thấy rằng cái người thương và người ghét đó, nó rất là gần quý vị. Ví dụ chúng ta thấy rằng cũng như cái câu chuyện mà hoàng tử mà muốn giết vua cha, còn công chúa muốn bỏ theo chồng, mà khi mà bỏ theo trai theo người thương đó, thì khi mà coi cái tuồng hát cây sòi thôi, cái bông sòi trái sòi còn nhỏ chờ sòi lớn, thì người này cũng đã suy nghĩ là thật sự mình làm con trai trước sau mình cũng được làm vua, cần phải giết cha làm chi. Và chính đó, bởi vì chúng ta thấy rằng cái con người chúng ta, ví dụ mình, người thương của mình, ví dụ như mà mình nói như là hoàng tử với đức vua vậy, nhưng mà đức vua gì vì hoàng tử muốn làm vua, muốn giết vua ta, nhưng mà hoàng tử coi cái tuồng cái trái xoài còn nhỏ chờ xoài chín con ăn sẽ ngon,
hoàng tử cũng thấm thía nghĩ rằng cha mình nuôi mình lớn như vậy, bây giờ muốn giết cha để làm vua thôi thì cha mình từ từ, cha mình cũng chết, mình cũng làm vua. Thì cũng vậy, như vậy chúng ta thấy ở đời có nhiều khi con cái nó thù hận cha mẹ, chẳng qua là cha mẹ không có đáp ứng cái yêu cầu của nó muốn thôi. Có nhiều đứa con nó muốn cái chuyện mà động trời động đất, muốn những cái chuyện mà kinh thiên động địa, hoặc là muốn ăn chơi trác táng. Cha mẹ không muốn thì nó muốn cha mẹ nó chết thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng ở đời nhiều khi nó không phải là mình do cái duyên nghiệp quá khứ, mà chính là do lòng tham của mình. Mà hễ ai cản cái lòng tham của mình đó, là mình ghét người đó thôi. Thật sự là như vậy quý vị. Bởi vậy chúng ta là người tu thì chúng ta mới suy nghĩ cho nó thấu đạo đáo. Chứ còn người đời thường thường họ muốn cái đó mà ai cản họ là họ tìm cách đó, họ hại người đó. Thành ra chúng ta thấy ở đời mình nói rằng cái duyên nghiệp mà thương ghét là do cái duyên nghiệp, nó thật sự nó cũng không chính xác. Mà thực sự đó, chúng ta thấy rằng nó do cái lòng tham của chúng ta thôi. Chúng ta muốn mà ai cản chúng ta đó, thì chúng ta sẽ bằng cách này cách kia mình sẽ hại người đó. Luôn cả nhiều khi mình thấy những câu chuyện ở gần ở xã Túc Trưng này, thằng nhỏ đi chơi game gì nó muốn lấy 100.000 thôi, bà ngoại nó không cho, nó lấy dao nó đâm bà ngoại đó. Thật sự nó phải nó ghét bà ngoại đó, nhưng mà tại vì bà ngoại nó không cho nó lấy 100.000 đi chơi game thôi, mà nó lấy dao nó đâm bà ngoại đó. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng thật sự ra cái thương ghét đó, mình nói thương ghét cái người thù cũng phải, cái người thân của mình đó, mình cũng thương ghét nữa. Mình thương đó ghét đó, mình muốn mà người đó không đáp ứng mình, mình ghét thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, như là cái bài học mà hôm qua Tọa Thị Siêu giảng đó, thì quý vị thấy rằng những cái ganh đố, những cái hiềm khích, những cái bọn sẻn, những cái xung đột á, đấu tranh nhau, nó cũng thật sự nó cũng chỉ là do cái lòng tham thôi. Khi mà lòng tham của mình có đó thì mình gìn giữ cái đó, mà hễ mình gìn giữ cái đó không được, hoặc là mình muốn cái đó mà người ta không đáp ứng cho mình đó, thì mình sẽ kiếm chuyện thôi quý vị. Thành ra thật sự cái thương cái ghét đó, nó rất là gần. Chúng tôi nghĩ cái thương ghét rất là gần. Chỉ khi nào mình hiểu thấu đáo đó, thì mình thương đúng đắn, ghét đúng đắn. Chứ còn nếu mình không suy nghĩ đúng đắn đó, thì mình không có suy nghĩ đúng đắn đó. Bởi vì thường thường á, mình nói rằng một cái người mà suy nghĩ đúng đắn, mình gọi là suy nghĩ theo pháp á, thì ví dụ một người làm ác á, mình ghét họ không phải là mình ghét họ, nhưng mình nghĩ rằng họ sẽ chịu cái quả ác. Còn một cái người mà mình thương họ, không phải là mình thương họ, nhưng mình nghĩ rằng họ làm cái nghiệp thiện thì họ sẽ được vui thôi. Cái người họ làm việc ác, cái việc ác thì họ phải chịu khổ thôi. Thành ra nhiều khi chúng ta hiểu rằng nếu mà thật sự mình sống á, mà mình biết người ta nói cái gì, làm cái gì đó, mà mình suy nghĩ mình đừng ghét người ta, mà khi người ta làm đúng mà cũng không ghét người ta đó, thì nó cũng khó lắm, nó không phải dễ đâu, nó thật sự là không phải dễ. Chúng ta thấy như câu chuyện mà các cô cá lý cá dưới hai cái vị tinh văn thượng thủ mà gây thù chuốc oán nhau đó, thì quý vị thấy cái chuyện nó khởi đầu là gì? Khởi đầu là cô cá lý cá ở một cái tu viện, rồi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Quyền Liên, Ngài vào cái tu viện đó, Ngài ở, Ngài nói với cô Ca Lý Cá là đừng bao giờ cho Thiện Tính biết hai vị này muốn ở yên. Nhưng mà khi mà mãn hạ đó, thì cô Ca Lý Cá lại đi thông báo cho hai vị, cho dân chúng biết là có hai cái vị tinh văn thượng thủ đi tới ở suốt 3 tháng. Thì những người nam nữ họ đem nhiều cái lễ phẩm đến cúng dường. Cúng dường, nhưng mà Ngài Sariputta và Ngài Mộc La Na mới nói rằng hoàn toàn không có nhận, vì cái điều này có đó là do cô Ca Lý Cá là vị tỳ khưu đi kêu gọi. Rồi sau này đó, nghĩa là những người dân đó là yêu cầu cô Ca Lý Cá làm sao phải thỉnh được hai cái vị thượng tử tinh văn về với cái tu viện đó ở. Thì cô Ca Lý Cá tìm đủ cách để mà năn nỉ hai cái vị tinh văn với 500 vị đệ tử gì đó ở. Nhưng mà rồi lần sau những người thiện tín họ đang cúng dường đó, chưa tăng nhận hết, nên cô Ca Lý Cá lúc bấy giờ nó mới thù hiềm Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Quyền Liên, nói rằng hai ngài là đa dục, thù hiềm ngài là quan trái với ngài. Thì chúng ta thấy rằng chẳng qua đó là cô Ca Lý Cá đó là hai cái vị này muốn nhập hạ, mà muốn đừng cho người thiện tín biết,
thì thôi, thì đã hứa rồi thì thôi, thì để hết luôn như vậy đi. Không, nhập hại vừa xong á, thì lại đi thông báo cho biết như vậy. Thì những vị đó đem cúng á, thì ngày sáng là Phật ngày một liên ngày không có nhận, thì cô Kalika đã mất được cái lợi tức, mất đi cái lợi tức thay vì nhận cho mình có nhận, nhưng mà lại không nhận. Rồi lần sau á, thì ngài nhận chư tăng cúng dường, người ta cúng dường đúng pháp thì nhận hết, thì cô Kalika lại không có được để lại, nên cô Kalika mới thù hận. Thì chúng ta mới thấy rằng ở đời cái chuyện mà mình muốn cái đó mà giờ nó đi ngược lại đó, thành ra mình thù hận nó rất là dễ. Mới đầu thì mình cũng tự mình năn nỉ tới để nhập hạ, nhưng mình cái mục đích của mình là không có tốt, mình không tốt, nên chính vì vậy nó sanh ra cái sự xung đột sau này mà cô Kalika thù kìm hai cái vị trưởng lão này như vậy. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng mình ghét thương nó không phải là do cái duyên nghiệp quá khứ, nó cũng có một phần, nó cũng có một phần. Ví dụ chúng ta thấy như là Ba Hí Giá hoặc là ngài Bút Cú Sa Tý, ngài Ca Sa Bá, những cái vị mà hồi xưa mà hại cái người kỹ nữ, cái người kỹ nữ, bây giờ người kỹ nữ đó sanh lại là con già xoa nhập vào con bò để mà hút mấy vị này chết đó, thì mình nói cái đó là cái quan nghiệp thì đúng nè. Quan nghiệp, cái đó là cái quan nghiệp. Nhưng mà thực sự nó có nhiều chuyện đó, nó chỉ là cái thương ghét thôi. Cái thương ghét thường tình nó là nhân thôi. Nên nhiều khi quý vị cũng khó biết được lắm. Có nhiều khi á, cái vị đó trả quả, nhưng mình là người gieo nhân. Nhưng mà cũng có nhiều khi á, mình là người gieo nhân, vị kia là người trả quả. Mình không biết được. Bởi thực sự đó cũng là nhân quả. Nhưng mà nhiều khi đó, mình là người mà mình gieo nhân thôi, chứ không phải là mình là người người ta trả quả cho mình, mà mình sân hận lên, mình chửi mắng người ta thôi, mình ghét thù người ta thôi, chứ không phải là người ta quan trái với mình. Ví dụ chúng ta nghe câu chuyện mà hai cái người thương buôn đồ cổ mà tiền thân của Đức Phật với ngài Kassapa, quên, với ngài Devadatta đó, chẳng qua cái vị này thật thà mua bán đúng, còn cái người kia thì muốn chiếm đoạt thôi. Thì cuối cùng mất cái lợi tức đó, gây quan trái quan thù với Đức Bồ Tát. Thì thật ra chúng ta thấy những cái chuyện đó đó, thì thật sự ra là cái sự thương ghét đó, chẳng mất cái lợi tức, mất cái lợi tức, hoặc là mình không đạt được những cái gì mình muốn, thành ra mình thù hận những cái gì mà cản trở mình thôi. Còn nếu mình suy nghĩ mà sâu sắc nữa đó, thì mình sẽ không có thù hận như vậy. Mình suy nghĩ thì do mình có phước thì mình được, không phước thì thôi, thì lại khác. Chứ còn nếu mình thù hận thì khi nào mình được mình không được, thì mình sẽ khởi lên cái tâm thù hận thôi. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngày biết được đó, bởi vì Phật ngày dạy chư tăng đi xin mà không có tham, đi xin nghĩa là người ta cho thì nhận thôi. Thì như vậy mình đi xin thì đi xin như vậy thôi, nhưng mà khi mình muốn đó, thì người ta không cho thì mình sẽ giận người ta, mình muốn mà không được thì mình thù hận người ta. Nó lại khác nữa quý vị. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó, thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Bây giờ thì con xin cảm biết lại với thượng tọa. Sao thú cái trưng thượng tọa Pháp Đăng. Thưa tôi tư quyền, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa tư quyền nghe được, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho cô số lượng số 5. Thưa tôi tư quyền, chúng ta sống trong vòng luân hồi được, thì chắc chắn rằng có nhiều sự va chạm, và nó sẽ dễ dẫn đến cái chỗ là quan trái. Thì tôi tư quyền có thể cho biết chúng ta sống thế nào để chúng ta cởi bỏ bớt cái quan trái. Xin kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Khai, dạ dạ. Thưa quý vị được nghe rõ, dạ cảm ơn cùng ra cùng đại chúng. Chúng con kính lễ chư tăng và chúng tôi kính chào toàn thể quý tôn đệ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì ở trong cuộc sống này từ vô vàn quá khứ cho tới hôm nay, thì chúng ta không biết chúng ta sẽ quan kết với người nào, và người nào thương chúng ta và người nào ghét chúng ta thì nó rất là nhiều. Nhưng có thể nói rằng là chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể giảm thiểu được cái quan trái trong cuộc sống, thì cái điều này đây là một điều cần thiết.
ta nhớ chỉ với Đề Bạt Đa và Đức Phật và tiền thân của Đức Phật, thì chúng ta thấy chỉ mua một cái đồ ve chai thôi, là người trước người sau thôi, mà chỉ là một cái Đề Bạt Đa là người đến trước và trả cái giá thấp một cái món đồ mà nó tương đối là có giá trị và làm bộ bỏ đi, để coi như là mình mua cái món đó xem như là không, gần như là rất là rẻ tiền. Thì khi mà Đề Bạt Đa đã đi và Bồ Tát đi tới chiếm và thấy nhận thấy cái món đồ quý này và trả giá đắt, và thấy là Bồ Tát ra đi, Đề Bạt Đa quay trở lại để mua cái món đồ đó, nhưng điều mà tìm không được, coi như là không được, và cột cái quan trái kể từ đó, và nó chất chồng quan trái trong cái quá trình mà độ luân hồi tạo pháp độ của Đức Bồ Tát. Và sau đó ngày cái kiếp cuối cùng của ngài cũng Đề Bạt Đa cũng xuất hiện trong giáo pháp của chính ngài, và gây nhiều cái sự hoàn kết trong cho chính ngài và cũng như tăng đoàn. Thì chúng ta thấy cái tầm quan trọng đó rất là lớn. 10 người mà trong đó chỉ một người phá là chúng ta thấy là nó thất bại rồi. Và hãy nhớ, chúng ta hãy cố gắng giảm thiểu bớt những cái quan trái. Đó chính là chúng ta phải tập mất mát một phần, phải chịu mất mát một phần. Một cái phần lợi, chúng ta tập gọi như phần lợi vậy đó. Cứ để cho họ lợi đi, để mình cầu mong được đừng có bị quan trái. Mất mát một cái phần danh dự, mất mát qua phần lợi lạc của mình, để chúng ta không phải quan trái, và cũng như chúng ta phải tránh né và phải kham nhẫn. Ở trong cuộc đời này phải kham nhẫn thôi, phải chịu đựng. Bởi vì nếu như mà người ta chửi mình chửi lại thì là một chuyện rất là bình thường. Nhưng điều mình chính như tu kham nhẫn cho nên thôi. Tại sao? Mình chấp nhận mình thua, mình chấp nhận mình không bằng đi, để không cần phải cột cái oan trái. Chứ nếu như cái ngã chấp của chính mình mà khởi lên, chúng ta cột trói cái oan trái đó giữa mình với người, thì chắc chắn rằng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có thể dùng cái quyền lực, chúng ta dùng cái tiền của, chúng ta dùng cái sức lực của chính mình có thể giẫm đạp họ, có thể làm cho họ mất mát, làm cho họ thua cuộc. Nhưng điều kiếp lai sinh, cái sự quan kết đó chúng ta sẽ cũng phải trả lại. Nó đời đời kiếp kiếp thì khổ. Cho nên đó chính là một nguồn trong những, tức là chúng ta phải có một cái sự kham nhẫn. Ở trong cuộc đời này nó rất là phiền, chứ không phải chuyện đơn giản như chính chúng ta. Chúng ta sử dụng người cũng vậy đó. Khi có những người, người ta sai, người ta không đúng, người ta vi phạm những cái điều mà nó là ta cán cái lằn ranh rồi. Nhưng chúng ta cứ buộc, cứ kết họ, thì họ bực bội, họ oán thù. Cái việc mà chúng ta nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cái điều đó nói ra cái điều đó thì nó còn cái giá trị quân tử trên cái giá trị từ tâm đó. Đến chi 10 năm mà gọi là người quân tử thì chúng ta không có trả thù. Bởi vì cái đạo Phật nó khác hơn là cái những con người ở xã hội này. Người ta cứ tranh hơn, tranh thua, tranh không, tranh bằng. Mà chúng ta phải thôi, xem như là mình xui đi, mình bị nạn đi, mình trả cho họ cho rồi. Như vậy thì đó là chúng ta chịu đựng, kham nhẫn mới được. Chứ còn mà cái điều này là chúng ta phải tu thôi, phải tu. Và muốn được cách đi với giảm thiểu quan trái là mình phải tu tập. Một cái điều căn bản là mình phải tu tập cái từ tâm. Mong rằng tâm mình cứ sẽ luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng làm cũng nói với từ tâm, không làm không nói với sân tâm. Khi sân tâm khởi lên là chắc chắn sẽ oan trái. Thì đó cũng chính là một sự chuẩn bị để giảm thiểu cái oan trái. Mình phải chuẩn bị những cái thuốc mà thuốc ngừa, thuốc trừ trước cho cái tâm của mình. Rồi còn có những lúc mà nó rơi vào cái tình huống đó,
Thí dụ chúng ta đang cự cãi, chúng ta đang đôi co, hay chúng ta đang làm sao mà mình phải giải quyết vấn đề này, thì mình khởi lên nghĩ thôi, nhịn cho nó qua chuyện, lùi một bước trời cao đất rộng. Lùi một bước trời cao đất rộng. Trời cao đất rộng ở đây cũng như rộng trong cái đường sống của mình ở hiện kiếp này và ở kiếp lai sinh. Chẳng những họ oan trái, họ còn thù oán của mình, là mình ăn không ngon ngủ không yên đó. Ở trong hiện kiếp này có cần thiết phải phải tự cột trói mình như vậy không? Rồi có nhiều người mới bởi vì là bực bội, chúng ta thách đố coi như người ta sẽ như thế này, người ta sẽ làm như thế kia, mình vân vân, thì cái đó chẳng qua là cái sân tâm mình khởi lên thôi, chứ đừng nói chi là mình đã không an vui trong trong hiện kiếp này, đừng nói chi là trong tương lai nữa, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đau khổ nhiều. Cho nên có thể nói rằng là mình tu tập cái từ tâm để giảm thiểu mặt trái trong cuộc sống, mà cái điều này tập nó cũng sẽ được. Mình không được những cái chuyện nó quá lớn lao, nhưng những cái chuyện nhỏ thì nó cũng có thể vượt qua được chứ. Mà từ cái chỗ mà chuyện nhỏ được thì chuyện lớn chúng ta sẽ được đó quý vị. Có những lúc mà nhiều khi mình giận, bực bội và mình khó chịu vô cùng, nhưng điều rồi cũng sẽ qua, cái gì cũng sẽ xong, cái gì cũng sẽ kết thúc. Chứ tội nghiệp gì mà chi mà phải khổ, mà phải đeo mang qua cái trái đâu quý vị. Thấy nó tự nhiên mình nhìn người đó mình không thích, mà người đó nhìn mình cũng không thích, nó không có cái thuận duyên, thuận lòng, thuận cảnh, là chính cả hai đã tự tạo cho nhau cái điều đau khổ. Tại sao chúng ta không mở lòng ra, mà muốn đừng có bị những tình huống đó, thì chúng ta đừng có gây cái nhân trong hiện kiếp này. Bằng cách tức là chúng ta chịu thua thiệt một phần lợi, một phần tốt của mình, và chịu chấp nhận, chịu đối diện cái, và phải có sự kham nhẫn, và phải có sự tu tập. Đó chính là chúng ta tu tập về tự tâm, để chúng ta nuôi dưỡng cái sự thuận duyên, cái điều an lạc cho chính mình ở trong hiện kiếp này cũng như ở kiếp lai sinh. Đó chính là cái vài lời của con có cái sự suy nghĩ như vậy, thảo luận như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc để thì kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá, và cũng kính thỉnh ngài quay lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, để chắc có lẽ Thượng Tọa Giác Đẳng đã chắc các bạn đã bận cái việc đột xuất. Chúng tôi xin thay mặt cho Thượng Tọa xin kết thúc cái chương trình sinh hoạt tối hôm nay của Lưu Rung Phật Pháp Bụt Thầy Thăm Má. Kính đảnh lễ và cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng quý ngài đã vào rung thuyết giảng và thảo luận. Kính chúc quý ngài một ngày an lành, một đêm an lành, và kính chúc toàn thể quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, và xin hẹn vào ngày mai như giờ thường lệ. Và kính mời chị chúng lên để kinh giao cảm tạ và hoàn mãn chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. A thu lành thay và con từ mẫn. A thu đại chúng thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền. Và chúng con xin thành kính tri ân quý Chư Tôn mở lòng từ bi giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập.